Nhật Lệ xin mến chào quý thính giả đã đến với kênh Radio Hay. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Ngày hôm nay, Nhật Lệ sẽ gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện vô cùng hấp dẫn của tác giả Tiên Tiên. Ngay bây giờ, chúng ta cùng nhau theo dõi nội dung của câu chuyện này nhé. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và thật ý nghĩa. Ký túc xá sinh viên, một ngôi trường đại học có tiếng tại Hà Nội. Đã gần 10 giờ đêm, các phòng theo sự quản lý của người quản sinh đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn le lói vài ngọn đèn khuya hắt ra qua những ô cửa sổ nhỏ. Từ bàn học của những sinh viên chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi, từ bên ngoài nhìn vào, cả ký túc đã chìm vào yên tĩnh. Bởi quy định là đến giờ tắt điện, sinh viên không được làm ồn. Nhưng những cô cậu sinh viên trẻ làm sao mà chịu theo cái khuôn khổ ngủ sớm dậy sớm như vậy được chứ? Đằng sau những cánh cửa đóng kín là những câu chuyện cười, những bát mì úp vội, là túi đồ ăn vặt đem ra chia cho nhau. Có người xem phim lúc khóc lúc cười, có người cày game thâu đêm suốt sáng. Trong phòng 202, ngọn đèn học duy nhất còn sáng là từ góc giường nhỏ của Hoài An. Cô sinh viên từ vùng quê xa xôi lên thủ đô theo đuổi con đường học hành. Tuy Hoài An ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng giấu đằng sau cặp kính dày cộm và mái tóc dài, nhưng vì là người có tính cẩn thận, lại có thành tích học tập tốt nên được các bạn tin tưởng bầu làm trưởng phòng. Hoài An lật sách, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đặt ở trên mặt bàn. Dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể tập trung vào nội dung trang sách trước mặt. Chiếc kim cứ chậm chậm chảy, mà người An mong ngóng vẫn chưa về. Ở giường tầng đối diện, Lan đang nằm xem phim cười khúc khích. Liếc sang, thấy Hoài An như thế thì liền khuyên: không học được thì đi ngủ đi đã, mai dậy học. Chuyện học là chuyện cả đời, không gấp được đâu. Lan là người Hà Nội, nhưng lúc nào cũng nhận là người Hà Nội nửa vời, vì nhà cô ở khu ngoại thành. Khoảng cách không xa, không gần nên Lan chọn ở ký túc xá, rồi về nhà vào dịp cuối tuần. Hoài An đã quen với kiểu nói chuyện nửa thật, nửa đùa của bạn. Cô mỉm cười đáp lại: đằng nào thì cũng ngồi đợi cái trà mi về, nên tớ ngồi thêm một lúc. Một người bạn cùng phòng khác tên là Trúc. Trúc vừa rửa mặt chải tóc xong, bê cái chậu từ phòng tắm đi ra tiếp lời: ai cũng 19-20 tuổi đầu rồi còn gì, việc gì mà phải chờ với đợi. Cậu là bạn chứ có phải là bố mẹ cái trà mi đâu mà quản nhiều làm gì. Trúc là cô gái miền Trung khá thẳng tính, bình thường ăn nói không chú ý quá nhiều, nhưng được cái thật thà tốt bụng. Lan cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý với Trúc, còn Hoài An thì yên lặng không nói gì. Mỗi phòng ký túc thường sẽ có 6-8 sinh viên sống chung, nhưng bây giờ nhiều sinh viên gia đình kinh tế tốt, không thích chung đụng với người khác, đã tự thuê phòng riêng bên ngoài. Năm nay khoa của Hoài An cũng ít sinh viên đăng ký ở ký túc xá, nên phòng chỉ có mỗi 4 người. Hoài An thấy vậy cũng tốt, ít người thì không gian sinh hoạt nhiều hơn, tránh va chạm. Được cái Lan và Trúc cũng khá dễ chung sống, mỗi người chiếm một chiếc giường tầng. Còn Hoài An và Trà My ngủ cùng một giường, Hoài An ở tầng dưới, Trà My ở tầng trên. Nhắc tới Trà My, đó là người bạn thân từ hồi nhỏ của Hoài An. Hai cô bạn ở cùng xóm, nhà lại gần nhau, đi học chung với nhau từ thời mẫu giáo. Từ thầy cô bạn bè cho tới các cô bác trong xóm, ai cũng biết An với My là đôi bạn tốt, chăm ngoan học giỏi, đi học lúc nào cũng phải đứng số 1, số 2 trong lớp. Trà My là số 1, còn Hoài An là số 2. Lý do Hoài An chỉ xếp số 2 không phải vì cô không giỏi bằng Trà My, mà vì Trà My đã quá nổi bật. Xét về học tập thì cả hai gần như nhau, nhưng Trà My lại có khuôn mặt xinh xắn, tính tình hướng ngoại và có năng khiếu hát múa. Ở quê của Hoài An, trường học từ cấp 1 đến cấp 3 ở gần nhau. Nhớ ngày đó mới học lớp 8, Trà My đã có danh hot girl, nổi tiếng khắp cả ba trường. Con trai theo đuổi không ngớt, các chị con gái thì ghen tị đỏ mắt. Hoài An thì ngược lại, cô trầm và ít nói, lúc nào cũng chỉ cố gắng tập trung vào chuyện học hành. Ngoại hình không nổi bật, lại ít giao du kết bạn, nên hầu như chỉ có bạn bè học cùng lớp mới biết An giỏi thế nào. Còn những bạn khác sẽ chỉ biết cô qua cái danh bạn thân hot girl Trà My,
chứ chẳng ai nhớ tên cô là gì. Hai cô gái với tính cách trái ngược nhau ấy vậy mà lại có thể chơi với nhau rất thân, hầu như chẳng cãi cọ gì. Nhiều lúc bạn bè hỏi Hoài An có ghen tị với Trà My hay không, Hoài An chỉ cười. Nếu nói không chạnh lòng thì là nói dối. Những dịp lễ nhìn Trà My có đầy hoa và quà xếp trên bàn, còn mình chẳng có nổ một cành hoa, Hoài An cũng cảm thấy hơi tủi thân. Nhưng điều đó không thể lấn át đi tình cảm bạn bè tốt đẹp giữa hai người. Vì thế Hoài An gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, chỉ tập trung vào việc học hành. Hết lớp 12, cả Trà My và Hoài An đều đỗ vào ngôi trường mơ ước, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Gia đình hai đứa đều rất đỗi vui mừng vì hai đứa thân thiết lên thành phố học, có thể chăm sóc và giúp đỡ nhau. Lên đại học, An và My xin vào cùng phòng ký túc xá. Trải qua những ngày tháng tân sinh viên đầy lo lắng nhưng cũng vô cùng mới mẻ, thú vị, cả hai giữ vững phong độ, thành tích luôn nằm trong top đầu của lớp. Nhưng qua đến năm thứ hai thì mọi chuyện dần thay đổi. Được lên thành phố lớn, tiếp xúc với nhiều điều mới nên Trà My vô cùng hào hứng. Vốn tính tình hướng ngoại, lại có ngoại hình xinh xắn nên rất nhanh Trà My đã có thêm vô số bạn mới. Ngay khi vừa mới vào năm thứ nhất, Trà My đã hẹn hò với một anh trong cùng câu lạc bộ. Cô bắt đầu có những buổi đi chơi, đi hẹn hò riêng, đôi khi còn về muộn. Việc tuổi trẻ yêu đương cũng là bình thường, chuyện chẳng có gì đáng nói nếu Trà My không ngày càng xoa đọa vào chuyện ăn chơi đàn đúm. Sau đàn anh ở câu lạc bộ, Trà My còn hẹn hò với mấy người khác. Cứ người sau lại giàu hơn người trước, đồng nghĩa với việc cô có nhiều tiền để tiêu xài ăn chơi hơn. Trà My dần quan tâm đến váy vóc, quần áo, mỹ phẩm, giày dép hơn là những con chữ trong sách vở. Những buổi nhậu nhẹt, ăn chơi bay nhảy với bạn bè thú vị hơn là những giờ học khô khan trên giảng đường. Còn Hoài An thì vẫn cứ giản dị như trước, tập trung vào việc học của mình. Cả hai cũng vì thế mà dần không còn thân thiết như trước. Ngồi nghĩ miên man một lúc, Hoài An thở dài. Thành phố này có nhiều cơ hội nhưng cũng đầy cám dỗ. Gần 12 giờ đêm, Hoài An tắt điện nằm xuống giường nhưng chưa ngủ. Tai nghe động tĩnh từ bên ngoài. Lan và Trúc đã tắt đèn riêng từ lúc nào. Cả hai thở đều đều, chắc là đã ngủ say. Một lúc lâu sau, Hoài An chợt nghe tiếng bịch ngoài cửa. Có người nhón chân đi tới cửa phòng gõ vài tiếng lạch cạch. Hoài An thở phào một hơi, rón rén đi ra mở cửa. Sao mày về muộn thế, làm sao mà qua được cổng ký túc? Trà My cười, lắc lắc đôi giày cao gót trên tay rồi nói: Tao trèo rào rồi đu lên tầng, may mà phòng mình ở ngay tầng 2 đấy. Hoài An nhíu mày, định bảo từ sau không được làm vậy nhỡ ngã, nhưng Trà My đã đi nhanh vào phòng. Cô mặc chiếc váy hai dây đen bó sát, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Dù đã tháo đôi giày cao ra nhưng My vẫn đi loạng choạng. Hoài An ngửi được mùi rượu nồng nặc. Nhìn cách trang điểm đậm và cách ăn mặc thiếu vải của My, Hoài An đoán cô bạn vừa mới đi quán bar hoặc là quán hát. Trước đây Trà My thỉnh thoảng cũng trang điểm ăn mặc như vậy rồi rủ Hoài An đi cùng, nhưng với một người hướng nội như Hoài An, tất nhiên cô từ chối. Gia đình Trà My cũng không khá giả nên My không có nhiều tiền để ăn chơi liên tục. Nhưng An để ý dạo gần đây Trà My đi đêm nhiều hơn, gần như ngày nào cũng đi. Là một người bạn, An ngày càng lo lắng cho My hơn. Đợi khi Trà My thay đồ rửa mặt xong, An đã nằm trên giường đắp chăn. Trà My có vẻ uống cũng nhiều nên vừa ra đến giường là nằm luôn ra đó. Đang lơ mơ sắp ngủ thì nghe tiếng An nói rất khẽ: Này, này. Cái gì? Trà My đang say, đầu óc lâng lâng chỉ muốn ngủ nên là cau có đáp lại. Hoài An vội nhắc: Nói bé thôi, không làm hai đứa kia tỉnh giấc. Thế có chuyện gì? Mai nói đi, tao buồn ngủ lắm. À thì dạo này tao thấy mày đi chơi hơi nhiều đấy. Hai ngày nữa là thi rồi, mày không định ôn bài à? Ây, tưởng cái gì, giờ này ai mà còn đâm đầu vào học hành nữa. Mày nói xem, bọn mình cứ cố gắng học rồi ra trường đi làm thì để làm gì? Chẳng phải cũng là để kiếm tiền à? Nhưng mà bây giờ tao có rất nhiều tiền, thích mua gì, ăn gì
chơi gì đều được, tội gì phải đâm đầu vào học nữa. Thời này cứ đẹp là có quyền, các anh giai xếp hàng muốn cung phụng cho tao không hết đấy chứ. Nếu mày nghe tao chăm chút ngoại hình, chịu khó giao lưu, thì có khi bây giờ cũng chẳng cần chết đắm chết đuối trong cái đống chữ nhàm chán kia đâu. Hoài An không cho là thế, cô liền nói: tao không nghĩ như vậy đâu, tiền là một chuyện, còn học hành lại là chuyện khác. Tao vẫn nghĩ là mày nên xem lại, không nên chạy theo đồng tiền thế đâu. Mày cứ rú rú ở đây thì biết cái gì. Bây giờ ấy, có tiền thì được làm phiền thiên hạ. Mày không biết tao mới quen được một anh đại gia, giám đốc khách sạn lớn. Số tiền mà anh ấy có, bọn mình có khi nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới được, chứ đừng nói là kiếm được. Nhưng đó là tiền của người ta, không phải là của mình kiếm ra. Đấy, là mày cứ bảo thủ. Con gái ấy mà, ăn vận xinh đẹp một chút, chăm chút ngoại hình một chút, rồi lấy một thằng chồng giàu, cả đời sống trong nhung lụa, tội gì phải đầu tắt mặt tối. Từ lúc quen ông ấy, tất cả tiền mua sắm, đi ăn, đi chơi, ông ấy lo tất. Tao chỉ cần đẹp rồi đi với ông ấy, để ông ấy nở mày nở mặt với đám bạn là được. Lấy đại gia là cách nhanh nhất để khởi nghiệp thành công đấy. Thôi, có gì mai nói, tao buồn ngủ quá rồi. Hoài An mím môi, sau cùng thở dài một hơi. Tư duy đã khác nhau thì rất khó để mà thuyết phục được Trà My. Sáng hôm sau, Hoài An dậy sớm, chuẩn bị sách vở thay đồ xong, còn phải lôi con sâu rượu Trà My dậy kéo cô đến lớp. Vì môn này, Trà My đã nghỉ mấy buổi rồi, nếu còn nghỉ thêm nữa thì sợ lại sẽ không được thi cuối kỳ. Trà My nghe lời Hoài An lên lớp ngồi, nhưng việc duy nhất mà cô làm là nằm ườn ra bàn ngủ. Đại học không giống như cấp 3, thầy cô không hơi đâu mà quản cả trăm sinh viên trong lớp. Trà My cố ý chọn góc cuối lớp, phía xa lại khuất bạn ngồi trước, thầy cô không chướng mắt thì thích ngủ bao nhiêu thì ngủ. Hoài An ngồi cạnh nghe giảng chăm chú, thỉnh thoảng thử lay gọi Trà My dậy nhưng cũng chẳng được. Cô chỉ đành từ bỏ, kệ cho Trà My ngủ. Hết buổi học, Trà My mới vươn vai ngáp dài một cái, có vẻ đã được ngủ đủ nên khuôn mặt hồng hào phấn chấn hơn hẳn. Buổi trưa, Trà My xách theo mấy túi lớn nhỏ mang về, nào là thịt quay, gà rán, nước ngọt đãi cả phòng. Sinh viên nghèo mỗi đứa chỉ dám ăn một suất cơm bình dân, được một bữa ăn xịn thế này ai nấy đều rất vui. Lan tò mò: sao mày có tiền mà mua mấy món này thế? Nghe bảo là đắt lắm đấy, một miếng gà này đắt bằng cả suất cơm đấy. Trà My mỉm cười, mặt vênh hơn một chút: anh người yêu tao cho tiền tiêu vặt, tao đã không thích rồi, nhưng mà anh ấy cứ nhất quyết nhét 5 triệu vào ví, bắt tiêu hết trong tuần này, tao không biết mua gì cho hết đây. Vừa nói xong, Trà My nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn. Cô mở túi, lấy ra chiếc điện thoại đời mới nhất, trả lời tin nhắn bạn trai. Lan nhìn chiếc điện thoại mới tinh, chẹp miệng: mày lại mua điện thoại mới đấy hả? Cái trước chưa dùng được 2 tháng mà. Trà My chống cằm giả bộ than thở: anh người yêu tao bảo là thấy cái gì mới chỉ muốn mua ngay cho tao, dù tao đã từ chối mà anh ấy không nghe, cứ bắt tao phải chuyển sang dùng cái mới nhất này. Lan tròn mắt kinh ngạc: khiếp, người yêu mày giàu thế, làm sao mày kiếm được ông ấy vậy? Nhắc đến chuyện này, Hoài An và Trúc cũng có phần tò mò. Ba cô gái nhìn Trà My dò hỏi. Trà My cười tỏ vẻ thần bí, nhìn ba cô bạn cùng phòng như người ở một đẳng cấp khác rồi nói: mấy đứa mày đúng là quê thật đấy. Bây giờ có cái app hẹn hò trên điện thoại, ở đó mọi người đăng ảnh, đăng thông tin lên, nếu thấy hợp thì quẹt một cái để nói chuyện, nói chuyện hợp thì gặp mặt làm quen rồi yêu. Tất nhiên với ảnh của tao thì ối người làm quen, nhưng tao chỉ chọn những anh nào đủ tiêu chuẩn, đẹp, giàu mới bắt chuyện. Người yêu tao cũng chủ động làm quen tao trên đó đấy. Anh ấy tên là Việt, hơn bọn mình 5 tuổi, là một người vô cùng hoàn hảo, vừa tinh tế vừa có kinh tế. Nghe xong thì cả ba cô gái đều im lặng. Một lát sau thì Trúc lên tiếng: nhưng mà tao nghe nói cũng có nhiều người lừa đảo trên đấy lắm, mày nên cẩn thận tìm hiểu kỹ thì hơn. Nhiều thằng phong bạt chứ chưa chắc đã là người hoàn hảo thế đâu. Trà My cho là Trúc đang ghen tị với mình thì liền đanh mặt và nói: mày chưa gặp được ai tốt,
không có nghĩa là ta không tìm được người hoàn hảo nhé. Anh Việt vừa đẹp trai, trẻ trung, lại có sự nghiệp riêng, nói tiếng Anh giỏi, dịu dàng, lịch thiệp, lại ga lăng. Quan trọng là tuy mới quen có gần một tháng, nhưng anh ấy rất chịu chi cho tao. Hoài An băn khoăn, nhưng như thế có nhanh quá không? Một người thành đạt, giỏi giang mà lại vừa gặp đã chi nhiều tiền cho mày như vậy, tao có thấy sao sao ấy. Trúc tiếp lời, mấy thằng lừa đảo cũng hay thế lắm. Trà My lập tức nổi khùng lên, mấy đứa mày ghen tị thì nói thẳng ra, đừng có mà nói xấu người yêu tao như vậy. Trúc cũng là người thẳng tính, nghe vậy thì không chịu thua kém mà nói lại, ai thèm ghen tị với mày. Trên đời đàn ông có tiền, đầu của họ nhiều sỏi lắm. Thứ họ có là tiền, dùng tiền để chiêu đùa người khác. Chăn các em sinh viên là thú vui, tao chỉ sợ mày bị lừa, đến lúc mất nhiều hơn là được thôi. Còn mày thấy tao đang ghen tị thì mày cứ đi mà phục vụ cho mấy gã đi đi. Mày... Thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng, Lan và Hoài An phải đứng ra hòa giải, kéo hai người ra mới yên ổn. Bữa ăn đang vui vẻ, vì thế mà bị gián đoạn. Trà My phụng phịu bỏ ra ngoài. Những lời nói của Trúc không thể đả động đến Trà My, nhưng Hoài An thì lại càng lo lắng, chỉ sợ người bạn thân thiết thực sự bị lừa. Đến lúc đó không biết phải làm sao. Dù sao các cô cũng chỉ là mấy cô gái chân yếu tay mềm, nhỡ tên đó giở trò gì thì chỉ có cách khóc lóc hối hận. Mãi đến chiều tối Trà My mới về phòng. Cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, có vẻ vẫn giận các bạn nên không thèm để ý đến ai, chỉ chăm chăm tắm rửa, trang điểm chải chuốt để đi chơi. Hoài An thấy thế mới lên tiếng, hôm qua mày cũng đi chơi, tối nay lại định đi tiếp đấy hả? Ừ, mà tối nay mày cũng không cần phải đợi cửa tao đâu. Anh Việt đã tìm cho tao một phòng trọ sang xịn ở gần đây, nếu tối về muộn, tao sẽ qua đó ngủ luôn. Cả Trúc và Lan đều nghe thấy lời nói của Trà My, nhìn nhau đầy ẩn ý. Ở cái tầm tuổi này, qua đêm bên ngoài, còn là đi chơi với người yêu, thì xảy ra chuyện gì ai cũng biết. Nhưng ngầm hiểu với nhau thế chứ ai cũng ngại, không dám nói ra miệng. Trà My xách chiếc túi hàng hiệu được người yêu cũ nào đó tặng, trước khi ra khỏi phòng còn nhìn Trúc rồi dõng dạc nói, cuối tuần này người yêu tao muốn mời phòng mình đi ăn, lúc đấy bọn mày gặp anh ấy rồi khác biết anh ấy là người tốt hay là lừa đảo. Nói xong Trà My xách túi đi thẳng. Trúc khó chịu ra mặt, nếu Lan không cản thì có khi đã chạy ra kéo My lại cãi nhau một hồi. Hoài An cũng nhíu mày lo lắng, nhưng thôi, nếu anh Việt kia đã muốn gặp mấy đứa các cô như vậy thì chắc cũng không đến nỗi nào là lừa đảo như lời Trúc nói. Tối chủ nhật, Lan, Trúc và Hoài An được Trà My thông báo người yêu cô sẽ lái xe đến đón. Tuy Trúc còn giận, nhưng dù gì cũng là bạn sống với nhau hơn một năm, nếu không đi thì lại hơi quá đáng. Mà Trúc cũng muốn biết kêu người yêu mà My tìm được trên ứng dụng hẹn hò kia tròn méo thế nào. Cô vẫn không tin một người giàu có, đàng hoàng, tử tế lại dùng cái ứng dụng kiểu như vậy để tìm bạn gái. Đúng 8 giờ tối, một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đã đậu ngay trước cửa ký túc. Việt bước xuống xe trong bộ vest bảnh bao, trên tay còn cầm một bó hoa đỏ, tiến tới chỗ bốn cô gái đang đứng. Việt đưa hoa cho Trà My, nở một nụ cười vô cùng lịch lãm. Tặng em. Trà My cười rộ lên, khuôn mặt xinh đẹp lại càng thêm kiêu căng. Không cần cô phải nhắc, Việt cũng thừa hiểu làm thế nào để nâng mặt mũi của cô trước mặt bạn bè. Sau khi tặng hoa cho người yêu, Việt mới lịch sự quay sang chào hỏi ba người bạn của Trà My. Quả thực, Việt rất đẹp trai. Anh ta cao khoảng 1m8. Từ cách ăn mặc đến tóc tai đều rất gọn gàng. Khi nói chuyện với ba cô sinh viên cũng không tỏ ra trịch thượng mà vô cùng lịch sự. Khuôn miệng rộng, cười lên không thua kém gì diễn viên điện ảnh. Sau một hồi chào hỏi, Việt mở cửa phía trước để Trà My ngồi cạnh ghế lái, rồi mới mời ba cô bạn ngồi vào ghế sau. Lan lí nhí nói thầm với hai cô bạn, uầy, anh Việt này đẹp trai ga lăng thế, bảo sao một đứa trẻ như Trà My lại mê anh ta chết đứng. Hoài An im lặng quan sát, còn Trúc thì lén bĩu môi nhưng không nói gì.
Việt dẫn bốn cô gái đến một nhà hàng lẩu sang trọng, chủ động gọi đồ ăn đồ uống. Trong khi đợi đồ ăn lên, Việt lấy ra ba túi quà đưa cho Lan, Trúc và Hoài An. Lần đầu gặp mặt bạn cùng phòng của Trà My, anh cũng hơi bối rối nên là tặng các em một ít quà, coi như là quà gặp mặt nhé. Tuy không rõ bên trong là gì, nhưng nhìn tên hiệu được in trên túi thì món đồ này chắc chắn không rẻ. Ba cô gái vội xua tay từ chối. Dạ, bọn em cảm ơn, nhưng món quà này đắt quá, bọn em không dám nhận. Đúng rồi, gặp nhau là vui rồi ạ. Anh đừng vậy, bọn em ngại lắm. Mặc cho ba cô bạn từ chối, Việt vẫn khéo léo bảo nhận lấy. Trà My cũng khẽ che miệng mà cười. Các cậu đừng có ngại, ba cái túi hiệu này chỉ bằng một bữa ăn vặt của anh Việt thôi, không đáng bao nhiêu đâu, cứ nhận đi. Trúc không thích cái thái độ kênh kiệu khoe khoang của Trà My một chút nào. Đang định nói gì đó thì Lan đã nhẹ véo vào đùi, ý bảo là cô đừng phá hỏng không khí bữa ăn. Dù sao cũng là bữa ăn ra mắt người yêu của bạn mình. Cuối cùng ba cô gái đành nhận lấy. Suốt cả bữa ăn, Trà My không ngừng khoe khoang thể hiện, mà Việt thì ở bên cạnh tươi cười yêu chiều. Thỉnh thoảng Việt sẽ tìm chủ đề nói chuyện. Phải nói anh ta cũng rất giỏi trong việc giao tiếp pha trò, khiến bữa ăn vui vẻ hơn không ít. Lan liên tục thể hiện sự hâm mộ Trà My khi có người yêu như vậy, khiến Trà My rất đắc ý. Còn Trúc và Hoài An thì ít nói hơn, nhất là Hoài An ngồi ăn mà cứ nhíu mày liên tục. Sau khi ăn tối, Việt còn rủ mọi người đi chơi, nhưng vì ngại nên ba cô bạn từ chối. Việt không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn lịch sự đưa mọi người về lại ký túc. Sau khi về đến phòng, Lan là người đầu tiên tò mò mở quả ra. Nhìn thấy chiếc túi trong tay cô bạn thì trợn tròn mắt. Túi này là hàng thật ý hả? Trà My bật cười. Anh Việt chưa bao giờ dùng hàng fake. Ôi, chắc cũng phải gần chục triệu một cái. Hoài An giật mình. Còn Trúc nghe thấy thế thì xách chiếc túi quà đưa cho Trà My. Cái này mày nhận lại đi, tao không muốn nhận quà đắt tiền thế. Trà My nghĩ Trúc bị quê vì trước đây chê Việt, cười khinh khỉnh cầm lại túi. Ok, đồ tốt mà không hưởng thì chịu. Lan nhăn nhó, cô bạn cũng chưa bao giờ được dùng cái túi đắt tiền như vậy. Nhưng bây giờ nhận thì cũng ngại, nên là sờ sờ chiếc túi rồi tiếc nuối mang đến chỗ Trà My. Ta cũng ngại lắm, mày là người yêu nhận đồ của người ta thì thôi, chứ tao nhận quà giá trị thế này không hợp lý lắm. Hoài An cũng cầm túi quà của mình đưa cho Trà My. Tao vừa mở miệng, My đã chặn lời. Hai đứa mày đừng có mà học nó. Nhất là mày đây An, nếu còn trả nữa thì đừng coi tao là bạn. Thái độ cương quyết của My khiến Lan và Hoài An không biết là nên làm sao. An cầm túi quà mà như là cầm củ khoai nóng phỏng tay, bỏ xuống cũng không được mà cầm lên cũng không xong. Đành rủ Lan để đó trước đã chứ không dùng vội. Lúc này, những cô sinh viên năm thứ hai cũng chỉ có suy nghĩ ngây ngô rằng những ngày nào đó My chia tay anh Việt kia đòi lại thì làm sao? Thế là cứ giữ lại trước. Buổi tối hôm sau, My hiếm khi chịu ngồi học bài vì dù sao cũng còn vài môn thi nữa. Việt cũng có việc bận của mình, My không thể ngày nào cũng bám riết lấy người yêu. Nhưng tâm trí của My từ lâu đã không còn đặt ở việc học hành, thế nên cứ ngồi một lát lại lôi điện thoại ra bấm. Hoài An ngồi cạnh cứ ngập ngừng định nói rồi lại thôi. My thấy thế liền bảo, mày muốn nói gì thì nói luôn đi, cứ ngập ngừng mãi. Tao chỉ cảm thấy anh người yêu mày có điều gì đó không ổn. Cứ cảm giác như là hoàn hảo quá, không được thực tế lắm. Giống như anh ấy muốn khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo vậy. Mày đã tìm hiểu rõ về gia đình, bạn bè, rồi tính cách của anh Việt đi chưa? Này, đừng bảo là mày cũng giống như là cái Trúc bắt đầu ghen tị với tao nhé. Hoài An bối rối. Tao không có ý đó, là tao chỉ muốn mày cẩn thận hơn thôi. Mày không phải lo bò trắng răng. Tao ra đời tiếp xúc với nhiều người hơn chúng mày, tao lại còn không biết đánh giá hả? Mà nếu có vấn đề gì thì tao cũng cho ông ấy nick luôn. Quyền chủ động là ở tao, mày đừng có nói gì nữa. Đúng rồi, giữ mồm giữ miệng, đừng có hé ra gì với bố mẹ mày hay là bố mẹ tao ở quê đấy. My đã nói đến thế,
Hoài An chỉ biết im lặng thở dài. Dường như ngay tại lúc đó, hai người chẳng còn là những người bạn thân từ nhỏ, mà mỗi người đứng về một phía khác nhau về tư duy và quan điểm sống. An vốn ít nói, lại không muốn cãi nhau nên câu chuyện kết thúc ở đây. Nhưng My lại liếc An mấy lần rồi bĩu môi nhắn cho Việt. Anh nói đúng đấy, cả phòng em ai cũng ghen tị với em vì có người yêu như anh hết. Đúng là hơn người thì bị người ghét mà. Việt đang ngồi trong quán cà phê, nhìn tin nhắn gửi đến, nhếch miệng cười, tay bấm điện thoại nhắn mấy lời dỗ dành ngọt ngào an ủi. Nhưng trong đầu hắn đã có một kế hoạch hoàn hảo. Chú cừu non đã bị tách khỏi đàn, giờ chỉ cần đặt bẫy để nàng ta lọt vào nữa thôi. Kể từ sau cái lần mặt nặng mày nhẹ với các bạn cùng phòng, Trà My lại càng ít khi về phòng. Ngay cả mối quan hệ với bạn thân là Hoài An cũng dần trở nên xa cách. Có khi My đi chơi 3-4 ngày liền không về, An dù lo lắng cũng chỉ dám nhắn tin hỏi. Lúc đầu My còn trả lời, sau thì chẳng thèm để ý. Dần dần mọi người trong phòng cũng quen, chẳng ai buồn hỏi thăm My đi đâu, bao giờ về. Cuộc sống sinh viên xa nhà, không có bố mẹ thúc quản, giờ bạn bè cũng không còn để tâm. My cứ thế mà lao theo những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Hôm nay Trà My được người yêu đưa đến một cuộc gặp mặt của bạn bè anh. Vì Việt bảo có việc bận nên để Trà My tự bắt xe đến điểm hẹn. Trong phòng bao sang chảnh của một quán bar, đèn nháy liên tục khiến những khuôn mặt trở nên mờ ảo. Nhưng điều đó không ngăn ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía Trà My của hai gã đàn ông ăn mặc lịch sự, được giới thiệu là doanh nhân thành đạt. Việt thấy vậy thì mừng lắm, biết hàng lần này rất vừa lòng người bên kia. Hắn trao đổi ánh mắt với người phục vụ. Không lâu sau, người phục vụ đã bê ra 4 ly nước có màu xanh lam vô cùng kỳ lạ. Một người đàn ông lớn tuổi hơn cả bắt đầu giới thiệu. Đây là một loại cocktail mới do đích thân trưởng quầy người Pháp Anh mời tới pha. Hôm nay là dịp đặc biệt, thằng bé Việt lần đầu đưa người yêu ra mắt đám tụi anh, nên là anh mới mời mọi người loại này đấy, đảm bảo uống xong khác biệt hẳn. Được giới thiệu như là nhân vật chính, lại nghe người đàn ông nói Việt lần đầu đưa bạn gái tới ra mắt, khiến Trà My đắc ý cười tít cả mắt. Đích thân Việt lấy một ly đưa cho Trà My, sau đó cũng cầm một ly lên. Mọi người cụng ly, Việt vừa uống vừa liếc nhìn thấy Trà My đã nốc cạn ly rượu thì cười thầm trong bụng. Ngồi được một lát, Trà My bỗng thấy hoa mắt chóng mặt. Bóng người trước mắt cứ từ một thành ba. Bình thường My uống rất được, không nghĩ hôm nay mới uống có một ly cocktail đã say. Cô ngả người qua chỗ Việt yếu ớt nói, anh ơi, hình như là em say rồi, anh đưa em về phòng trước có được không? Việt giả bộ bất ngờ, bình thường em uống tốt lắm mà, sao mới có thế này mà đã say? Hay là em không khỏe ở đâu? Em cũng không biết nữa, em cứ thấy hoa mắt làm sao ấy. Vậy để anh đưa em về. Việt vừa đỡ Trà My đứng dậy, hai chân cô đã mềm nhũn ngã vào lồng ngực của hắn ta. Việt lay lay cô gọi mấy câu nhưng không thấy My trả lời. Lúc này hắn mới gỡ bỏ mặt nạ của một anh người yêu, nở một nụ cười nửa miệng đầy giảo hoạt. Thế nào, hàng lần này ngon chứ? Em đã thử qua rồi, hàng tuyển đấy. Mang về thì kiếm không biết bao nhiêu cho lão đại. Hai gã đàn ông ban nãy còn tỏ vẻ đạo mạo, giờ cũng lộ ra bản chất, đi qua sờ soạng My một lát. Thằng em càng ngày càng lên tay, lừa được cả gái nhà lành xa lầy. Thôi gọi người đưa nó ra xe đi, chứ để nó tỉnh lại thì phiền phức to. Yên tâm, thuốc này đã được điều chế riêng, đảm bảo 2 ngày nữa nó mới tỉnh. Đến lúc đấy thì qua khỏi cửa khẩu vừa đẹp. Hàng các anh cũng xem rồi, bây giờ báo bên kia chuyển tiền qua đây luôn đi. Nhớ là chia ra vài đợt, chuyển vào từng tài khoản khác nhau mà chúng ta đã thống nhất. Chú em đừng lo, bên lão đại không thiếu tiền, chỉ cần làm việc uy tín thì bao nhiêu cũng chịu. Đợi khi mấy tên đàn em báo với Việt nhận được đủ tiền, hắn mới gật đầu cho hai gã đàn ông kia mang người đi. Đám người hành động vô cùng nhanh chóng. Hai gã đàn ông nhận lấy Trà My từ chỗ Việt, dìu cô ra từ sau của quán bar. Cái cảnh mấy cô gái say khướt được trai dìu ra từ nơi ăn chơi này đã không còn lạ, vì thế cũng chẳng ai buồn để ý. Chiếc xe nhanh chóng phóng vèo đi,
chỉ để lại một làn khói đen tối xám xịt. Xong xuôi mọi việc, Việt thay quần áo, chuồn ra xe trong một con ngõ nhỏ, nơi không có camera giám sát, trở về nhà như là chưa có chuyện gì xảy ra. Hai ngày sau, Trà My tỉnh dậy trong một căn phòng ẩm mốc và tối tăm. Cô ngơ ngác, còn tưởng là mình đang nằm mơ. Một lúc lâu sau mới từ từ tỉnh táo lại, nhận ra hoàn cảnh xung quanh. Cô nhớ trước đó mình đang ở phòng bao cùng người yêu và bạn bè của anh. Sao chỉ say rượu mà lại tỉnh dậy ở một nơi bẩn thỉu chật hẹp này? Trà My vùng dậy, do hôn mê lâu nên là tay chân tê cứng, loạng choạng mấy bước mới đi đến được cửa gỗ. Cô liên tục đập cửa. Có ai không? Có ai không? Nghe tiếng ồn ào, một gã đàn ông đi tới mở cửa, nhận ra đây là một trong hai người bạn của Việt. Trà My vội hỏi, Sao chúng ta lại ở đây? Anh Việt đâu? Gã đàn ông nhìn cô cười khà khà, đầy mỉa mai. Cô em cũng là sinh viên đại học mà có vẻ chậm hiểu nhỉ? Lúc này My mới bình tĩnh nhìn lại. Hai gã này đã thay quần dài áo đen, đội mũ lưỡi chai che mặt, trông chẳng có vẻ gì là giống doanh nhân thành đạt mà cô gặp hôm trước. Trà My sợ hãi lùi lại. Hai anh là ai? Sao lại bắt tôi đến đây? Anh Việt đâu? Có người làm gì anh ấy rồi? Đến giờ mà vẫn còn anh Việt, anh Việt. Đồ ngu, nó bán mày cho bọn tao rồi. Không thể nào, anh Việt là người thành đạt, giàu có, sao lại làm những chuyện như thế được? Cô em còn non tơ lắm, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là bẫy. Chứ cô em nghĩ đàn ông thành đạt dễ tìm đến mấy đứa con gái thích lấy vẻ bề ngoài ra dụ dỗ đàn ông hả? Đọc ngôn tình ít thôi. Gã còn lại thì ló mặt vào, thấy My đã tỉnh thì gằn giọng. Nói nhiều với nó làm gì? Cho uống thuốc mê nhanh lên, còn chuẩn bị lên đường. Trà My vẫn chưa kịp hết bàng hoàng với những gì mà mình nghe được. Cô còn tự thuyết phục mình rằng mấy người này chỉ đang đóng kịch để lừa cô thôi. 3 tháng nay Việt yêu chiều cô như vậy, làm sao có thể lừa cô? Gã áo đen cầm theo 2 viên thuốc và một chai nước tiến vào. Trà My run rẩy sợ hãi lùi vào góc phòng. Không, các người muốn làm gì tôi? Trà My ra sức chống cự, nhưng cô làm sao đấu lại được với 2 gã to lớn này? Cô bị bóp miệng, ép nuốt xuống 2 viên thuốc. Gã kia thô bạo đổ nước vào miệng, khiến cho cô ho sặc sụa. Mất hết sức lực, Trà My chỉ kịp run rẩy van xin. Tôi xin các anh muốn gì? Muốn tiền, tôi có thể đưa tiền. Tôi bảo bố mẹ tôi đưa tiền, xin các anh thả tôi. Trà My lịm dần đi, trước mắt chỉ còn là một màu đen tối tăm. Đã 4 ngày trôi qua, kể từ lần cuối Hoài An gặp My, bình thường cô cũng hay đi chơi liền mấy ngày, nên dù không thấy My về, các bạn cùng phòng cũng không quá bất ngờ. Nhưng không hiểu sao, Hoài An cứ thấy lòng mình bồn chồn lo lắng. Cô đã gọi cho My mấy lần mà vẫn không liên lạc được. Hoài An buồn phiền nói với Lan và Trúc thì chỉ nhận được câu trả lời hờ hững. Mày còn lạ gì nó nữa, có khi nó đi du lịch với anh người yêu giàu nứt đố đổ vách của nó rồi cũng nên. Đến lúc chán thì nó tự tìm về, mình mà dò hỏi, có khi nó lại chê phiền ấy chứ. Dẫu vậy nhưng Hoài An vẫn rất lo, đang suy nghĩ có nên đi tìm My hay không, thì cô nhận được cuộc gọi từ bố mẹ của My. Hai bác đang rất lo lắng vì không gọi được cho con gái. Bình thường My có thể lạnh nhạt với các bạn, nhưng cô cũng không dám lơ là việc trả lời điện thoại bố mẹ. Dù sao My cũng muốn duy trì hình tượng cô sinh viên ngoan trong mắt bố mẹ, họ hàng làng xóm. Thế nên Hoài An không thể giải thích với bố mẹ My rằng My có thể đi chơi với người yêu chưa về. An chỉ đành ấp úng bịa đặt một lý do, rồi nói sẽ nhắn My gọi lại sau. Tắt máy, An gọi My thêm lần nữa nhưng vẫn không thể liên lạc được. Lúc này thì An thực sự sợ hãi. Cô không biết cách liên lạc với Việt, không biết làm sao để hỏi được tin tức của My. An đành gọi cho vài người bạn thường chơi cùng My mà cô biết. May sao lại xin được số của Việt. My tức tốc gọi cho Việt nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng. Em gọi cho anh làm gì? Anh với My đã chia tay từ tuần trước rồi. Bây giờ My đi đâu làm gì anh cũng không biết. Hoài An không thể tin vào tai mình. Rõ ràng trước đó
cô vẫn thấy My vui vẻ được Việt đón đi. Sao nói chia tay là chia tay ngay được. Đến ngày thứ 5, Hoài An không thể ngồi yên được nữa. Cô đành phải báo cho nhà trường và đến trình báo về việc My mất tích với cảnh sát. Thời gian mất tích quá lâu nên cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra. Lúc nhận được tin báo, bố mẹ My bàng hoàng vội vã lên thành phố tìm đến cơ quan công an nghe ngóng thông tin. Nhìn thấy Hoài An ngồi ủ rũ một bên, bà Thập, mẹ của My, vội lao đến nước mắt lưng tròng. An ơi An, mọi chuyện là sao? Rõ là trước đấy cháu còn nói là sẽ nhắn My gọi lại cho hai bác cơ mà. Sao bỗng dưng lại đi báo là mất tích không tìm thấy nó là sao? Hai mắt của An cũng đỏ lên vì lo lắng. Cô ấp úng không biết nên giải thích sao cho bố mẹ My hiểu. Cô cũng là bất đắc dĩ che giấu cho bạn. Chẳng ngờ cuối cùng sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Cháu cũng không biết nữa. Bọn cháu cứ tưởng là My đi chơi với bạn, nhưng mà đợi mãi không thấy My về. Cháu lo quá mới báo với nhà trường. Bạn nào cơ? Là bạn trai của My ạ. Mẹ My chết sững, không tin được vào tai mình, nắm chặt lấy tay của An dò hỏi. Bạn trai gì cơ? My nhà bác làm gì có bạn trai? Có phải cháu nói dối đúng không? Hay là có ổn khúc gì nên là cháu phải nói dối? Hay là có hiểu nhầm gì rồi? An lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Vì khóc nức lên nên An chẳng thể nói nên lời. Lúc này công an cũng gọi bố mẹ My vào làm việc. Ông bà Thập mới không ép hỏi An nữa. Mọi việc bấy giờ mới vỡ lở. Đứa con gái ngoan ngoãn, học giỏi mà ông bà tự hào bao lâu nay hóa ra đã bỏ học, nợ môn rất nhiều. My không lo học mà chỉ lo đàn đúm ăn chơi, lại còn quen bạn trai và thường xuyên đi chơi nhiều ngày. Việc này đã được nhà trường và quản lý ở ký túc xá xác nhận. Bố mẹ My chết sững, bà Thập vì không chịu nổi sự thật, sốc đến ngất đi. Thông tin My mất tích phải báo về địa phương. Từ đó mọi người trong xã cũng biết được. Một đồn 10, 10 đồn 100. Tin đồn về My lan rộng nhưng không một ai biết gì về tung tích của cô. Có người độc mồm độc miệng thì bảo My bỏ đi theo trai, chứ chẳng có mất tích gì hết. Mọi việc bỗng chốc lại càng rối ren. Hoài An vừa lo vừa hối hận. Cô lo cho My, sợ My xảy ra điều gì bất chắc, lại vừa hối hận vì đã giúp My che giấu mà không báo với gia đình từ sớm. Nếu cô nói với bố mẹ My, có khi nào hai bác ấy cản được My lại và sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Ngày nào An cũng thầm cầu nguyện My sẽ không xảy ra chuyện tồi tệ gì. Cuối tuần Hoài An từ trường về nhà. Đã 10 ngày rồi mà phía công an vẫn chưa có tin tức gì về trà My. An cũng mất ăn mất ngủ đến mức gầy sụt đi 3 cân. Bà Trinh, mẹ của An, là một người mẹ tâm lý. Thấy con gái như vậy thì chỉ biết thở dài an ủi. An và My lớn lên cùng nhau, lại chơi với nhau thân thiết, nên bà Trinh cũng coi như nhìn thấy My lớn lên. Giờ xảy ra chuyện thế này bà cũng lo lắng. Nghĩ đến sự dằn vặt của con gái, bà không đành lòng. Buổi tối ăn cơm xong, bà Trinh bảo: "Nay mẹ nấu ít cháo gà, một nửa mẹ để trong tủ mai con lấy ra ăn, còn một nửa lát mẹ con mình mang qua cho bố mẹ cái My, sẵn tiện hỏi thăm xem có tin tức gì chưa." An hơi do dự, nghĩ tới hai bác ấy, An càng hổ thẹn không dám đối mặt. Nhưng có mẹ động viên, cuối cùng hai mẹ con cũng xách nồi cháo đi qua bên đó. Hai nhà ở gần nhau, đi mấy bước chân là tới, căn nhà nhỏ vốn yên nắng giờ lại càng hiu quạnh. Bà Trinh dắt An vào, lên tiếng trước: "Anh chị Thập ơi, còn thức không vậy?" Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Bố My ra mở cửa với khuôn mặt u buồn, chỉ sau có mấy ngày mà vết nhăn trên mặt như là nhiều hơn gấp bội. Mẹ của My nằm dài trên giường, khuôn mặt tái nhợt không cảm xúc. Những vệt nước mắt còn đọng lại trên má, cho thấy bác ấy vừa mới khóc. Biết hai mẹ con An tới, nhưng bà ấy cũng chẳng buồn ừ hử gì. An cúi đầu, không dám đối mặt với ông Thập. Bà Trinh thở dài: "Có tin tức gì của cái My chưa bác?" "Vẫn chưa cô Trinh ạ." Bố của My buồn bã lắc đầu. Hai ông bà chỉ sinh được có một cô con gái, bao nhiêu hy vọng dồn hết lên con. My cũng là niềm tự hào của ông bà từ nhỏ.
Ấy vậy mà giờ đây... Thôi thì hai bác nén buồn, lạy trời lạy Phật cho cái mi không có mệnh hệ gì, sớm ngày về nhà. Bà Trinh huých tay An. Lúc này An mới ngẩng đầu lên, đặt nồi cháo gà lên bàn. Dạ mẹ cháu mới nấu một ít cháo biếu hai bác ăn cho lại sức. An mới đặt nồi cháo lên bàn, bà Thập đã vùng dậy, hất văng nồi cháo. Xoảng một tiếng, nồi cháo bay xuống liền gạch. Cháo văng vung vãi đầy sàn nhà trước sự ngỡ ngàng của ông Thập và mẹ con An. Tôi không cần các người đến đây giả nhân giả nghĩa. Nếu thực sự có lòng tốt như thế, sao từ đầu mày không khuyên ngăn cái mi? Hai đứa cùng làng cùng xóm, chơi thân từ nhỏ đến lớn, đi học cùng nhau, tại sao chỉ có mỗi con gái tao xui xẻo? Còn mày thì yên ổn chẳng làm sao? Có phải chính mày cũng xúi giục đẩy con tao sa ngã đúng không? Mày ghen tị vì cái mi nó đẹp hơn, nó giỏi hơn, nên là cố tình hại con bé chứ gì. Mày đúng là đồ độc ác, tí tuổi đã ghen ăn tức ở hại người. Mà cũng là mày loan tin con tao ăn chơi đàn đúm cho cả cái xóm này. Nếu không làm sao mà người ta biết được. Còn cô thấy con gái tôi sa ngã, còn con gái cô yên ổn học hành, chắc trong bụng cũng hà lòng hà dạ lắm nhỉ. Bà Thập cứ thế vừa chỉ trỏ vừa mắng chửi, khiến mẹ con An tái mặt. An bật khóc nức nở trước cơn giận dữ của bà Thập. Nhưng bà Trinh thì không chịu nhẫn nhịn như vậy. Bà giữ lấy tay An, kéo con gái ra bảo vệ ở đằng sau, ngắt lời bà Thập. Tôi biết là chị đau buồn vì chuyện của Kimi, nhưng thế không có nghĩa là chị thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm. Con gái chị nó đua đòi ăn chơi, tại sao lại đổ lên đầu cái An? Hai người mẹ không ai chịu ai, cãi nhau lên. Ông Thập phải đứng ra hòa giải. An cũng không nói được gì, chỉ biết kéo mẹ mình về nhà mới tạm hòa hoãn. Bà Trinh bực lắm, nhưng nhìn con gái buồn rầu thì không nỡ buông lời nặng nề nữa, chỉ biết khuyên nhủ con gái đừng nghĩ nhiều. An vâng lời, nhưng khi lên phòng thì nước mắt lại tiếp tục rơi không ngừng. Cô nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực, trong lòng thổn thức. Mi ơi, rốt cuộc mày đang ở đâu? Dưới bầu trời đen, trong một rừng cây rậm rạp sát biên giới, một nhóm người đang chui rúc trong bụi. Mỗi khi có ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn pha của bộ đội biên phòng đi tuần tra, cả đám lại phải nằm rạp xuống đất. Tên cầm đầu tức giận quay ra sau gắt với bọn đàn em. Chết tiệt, mấy con đường hay đi đợt này bọn bộ đội làm chặt lắm. Đêm nay chưa qua được đâu, quay về nhà trọ đã. Lập tức đám người lần lượt rút khỏi khu rừng, khiêng theo một bao tải men theo đường mòn trở lại một căn nhà sàn làm bằng gỗ. Phía dưới nhà có hai người đang ngồi hút thuốc, thấy đám người kia quay lại thì nhanh chóng đứng dậy đi tuần tra xung quanh. Đám người mặc đồ đen đẩy phịch cái bao tải xuống đất. Lúc mở miệng tải lộ ra một cô gái có một khuôn mặt xinh xắn, chỉ là sắc mặt tái nhợt, mi bị trói chân tay, miệng bị nhét rẻ chặt cứng, không kêu rên được một tiếng nào. Về đến địa bàn, bọn chúng mới bỏ miếng rẻ trong miệng mi ra, nhưng lúc này cô nào còn sức lực mà kêu khóc. Bọn buôn người đã bị kẹt ở đây gần một tuần. Vì thời gian này phía bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương rà soát quá chặt chẽ. Khi các đường ngách gần như bị phong tỏa, còn đường cửa khẩu thì tất nhiên không dễ gì đường đường chính chính đưa một người sống sờ sờ qua cửa khẩu được. Dùng thuốc mê thì cũng bị nghi ngờ, mà tất nhiên My cũng không tình nguyện giữ mồm giữ miệng đi qua. Vì thế bọn chúng cũng chỉ đành ngồi im chờ cơ hội. Đêm không yên bình, tiếng run rế xung quanh căn nhà sàn dâm gian khiến lòng người bồn chồn không yên. Trong căn nhà gỗ vang lên tiếng ngáy đều đều. Bọn buôn người có tất cả 5 tên. 2 tên giả làm bạn của Việt áp giải My từ thành phố đến tỉnh miền núi giáp biên giới này. Còn 3 tên còn lại chờ sẵn ở đây, có lẽ cũng sắp qua bên kia làm việc. My bất chấp bị trói chân tay, cố gắng gượng ngồi dậy. May mà mấy gã kia đi đường núi thám thính mấy ngày đã thấm mệt nên vẫn ngủ say như chết. My rón rén lấy một cái đinh sắt nhỏ cô thó được ở góc nhà, cố gắng đâm, cắt, giật để làm đứt sợi dây trói tay mình lại. Sau những phút hoảng loạn ban đầu, My đã bình tĩnh lại để nghĩ cách chạy trốn. Cô nghe bọn chúng nói chuyện, biết chúng muốn đưa mình qua biên giới thì càng sợ hãi. Cô chỉ có cơ hội ở mấy hôm nay,
Nếu để chúng đưa qua bên kia biên giới, không biết còn chuyện đáng sợ gì đang chờ đợi. Mi vừa phải gắng sức, vừa cắn chặt môi để không phát ra tiếng động. Chẳng mấy chốc, trán Mi đã rịn mồ hôi, mặc kệ dây thừng thít vào tay đau rát, Mi vẫn cố gắng từng chút. Chẳng biết qua bao lâu, dây thừng bị cứa mòn nới lỏng, Mi khẽ rút tay ra khỏi sợi dây, cởi trói ở chân. Cô ngồi im thật lâu nghe ngóng, sau đó mới chậm chậm đứng dậy. Có lẽ bọn buôn người không nghĩ rằng Mi có thể tự cởi trói, nên chúng không cảnh giác. Cả năm tên đều lăn ra ngủ. Mi nín thở đi qua chỗ chúng nằm một cách chót lọt, sau đó mò dần ra tới cầu thang đi xuống. Thật lạ, hôm nay bọn buôn người không cử ai canh gác bên dưới. Mi lần mò bước từng bậc cầu thang gỗ, đến lúc chân trần chạm tới đất đầy sỏi đá khiến Mi đau tái mặt, nhưng không dám thốt ra tiếng kêu nào. Mi bước mò mẫm trong bóng đêm, không biết phương hướng nào, nhưng cô cứ lết đi càng xa càng tốt. Mặt trời dần nhô lên xua đi cái bóng đêm vô tận. Tuy là mùa hè, nhưng ở nơi rừng núi heo hút này vẫn bị bao vây bởi một tầng sương mù rất dày. Mi khập khiễng đi trên con đường sỏi đá, đi mãi hết cả đêm, cuối cùng cũng tìm thấy một cái bản làng nhỏ. Đến bây giờ, Mi vẫn chưa tin mình có thể thoát khỏi lũ buôn người kia. Cô tới trước một căn nhà vách đất, ra sức đập cửa gỗ. Một lát sau, cửa mở ra, một người phụ nữ mặc quần áo dân tộc nhìn cô đầy ngạc nhiên. Mi cố gắng giải thích, muốn được cứu giúp, nhưng có lẽ người phụ nữ kia không hiểu tiếng Kinh. Dẫu vậy, bà ấy cũng cho cô vào tá túc nhờ, lấy nước cho cô uống tạm. Mi rất cảm kích, nói lời cảm ơn, dù bà ấy không hiểu gì. Một lát sau, người phụ nữ dân tộc kia dẫn theo một cô gái mặc quần áo khá hiện đại, da trắng, tóc dài, có vẻ là người dưới xuôi. Người phụ nữ trao đổi với cô gái kia, cô gái gật đầu đáp lại bằng tiếng địa phương, sau đó mới tiến vào nhà. Chào em, chị là Phương, cô giáo dạy học ở vùng này. Sáng nay bác Muôn đến tìm chị, nói có cô gái người xuôi đi lạc đến nhà, nên là nhờ chị đến hỏi chuyện em. Mi như là bắt được phao cứu mạng, cô òa khóc. Chị ơi, chị cứu em với, em bị đám người xấu lừa bán cho bọn buôn người. Bọn chúng định đưa em qua biên giới, may mà hôm qua em trốn được, nhưng em không biết đây là đâu, làm sao để về được, chị có thể giúp em được không ạ? Vẻ mặt của cô giáo Phương nghiêm trọng, nhìn đôi chân trần rớm máu của Mi thì ái ngại nói. Chuyện này nghiêm trọng lắm, chị phải dẫn em đến gặp chính quyền để trình báo. Nhưng chỗ này xa trung tâm lắm, muốn đi tới trụ sở xã cũng phải đi bộ gần một ngày đường. Chị thấy em còn yếu thế này, hay là nghỉ ngơi lại một ngày, sau đó đến mai chị sẽ dẫn đường đưa em về trụ sở, các cán bộ ở đó sẽ hỗ trợ em. Mi gật đầu liên tục. Dạ vâng, em cảm ơn chị, nhưng ở đây liệu bọn người kia... Em yên tâm, ở bản này toàn người dân lương thiện thôi. Trong bản còn có đàn ông trai tráng, bọn người kia không dám tới đâu. Mi nghe lời Phương nghỉ lại nhà của bác Muôn một đêm. Bác Muôn không biết nói tiếng Kinh nên hai người không giao tiếp gì nhiều, nhưng Mi vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn vì trong lúc khốn khó có người chịu giúp mình. Sáng hôm sau, Mi theo chân Phương rời thôn làng nhỏ, trước khi đi còn cúi đầu cảm ơn bác Muôn mấy lần. Phương dẫn Mi theo lối tắt xuyên qua rất nhiều cánh rừng, đi mãi cho đến khi không còn đường, hai chị em rẽ cây mà đi. Mi càng đi càng cảm thấy lạ. Đường tới trụ sở ủy ban xã sao lại không có đường mòn thế hả chị? Tại chị dẫn em đi đường tắt cho nhanh đấy, chứ không thì chị không kịp quay lại bản trước khi trời tối. Mi nghe vậy thì yên tâm đi tiếp, mãi đến khi mặt trời đứng bóng rồi lại chuẩn bị nấp về sau núi mà vẫn chưa đến nơi. Có cảm giác như hai người ngày càng đi sâu vào trong rừng núi, Mi bắt đầu lo lắng. Sao chị bảo đi nửa ngày mà mãi không đến vậy ạ? Tại em là người thành phố, không quen đi đường rừng đường xa nên là mới hơi lâu đấy. Nhưng mà cứ yên tâm, sắp đến rồi. Cuối cùng khi mặt trời vừa khuất sau núi thì Phương cũng dẫn Mi đến một khoảnh đất trống nhỏ giữa rừng cây. Nhưng trước mặt Mi không phải là trụ sở xã, nơi có thể đưa cô về nhà, mà là một chiếc xe tải nhỏ với 5 người đàn ông đang đứng chờ. Phương thở phào, tới rồi.
Nhìn thấy My, mấy gã đàn ông kia cười hành hạch. Mặt My biến sắc định chạy thì Phương đã tóm lấy tay cô, giọng điệu sắc bén: "Chạy đi đâu?" My sợ hãi giằng tay mình ra. "Tại sao chị lại làm vậy? Chị là ai? Chị không phải là cô giáo." "Ha ha, chị đúng là cô giáo. Chẳng qua là đường chị dẫn em đi không phải là đường về nhà, mà là đường tắt đi qua biên giới." Hai gã đàn ông to béo đã chạy tới nơi bắt lại My. Cảm giác tuyệt vọng một lần nữa ập tới, khiến My sợ hãi hét ầm lên: "Các người thả tôi ra, cứu với, có ai không cứu với." Ở đây không phải là Việt Nam nữa rồi, có hét nữa cũng không ai cứu đâu. My bị bắt lại, trói tay bịt mắt bằng vải đen. Mấy tên buôn người còn dán chặt miệng cô bằng băng dính rồi quăng lên thùng xe. Trong khoảnh khắc đó, My mới nhận ra mình lại một lần nữa rơi vào bẫy của chúng. Làm gì có chuyện cô dễ dàng trốn thoát được khỏi bọn chúng. Chẳng qua là chúng cố tình thả cô đi để cô tìm tới bản làng đó. Phương đã chờ sẵn, chỉ đợi cô đến là lừa cô tự nguyện đi qua biên giới bằng đường rừng. Còn bọn buôn người ung dung đi qua cửa khẩu, tránh được sự kiểm soát của bộ đội, sau đó lấy xe rồi đợi sẵn ở đây. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Bản làng đó là ngôi làng gần nhất từ chỗ chúng ẩn nấp. Phương cũng là tai mắt mà bọn chúng đặt ở đó với thân phận là giáo viên. Tất cả chỉ để chờ My tự chui đầu vào giỏ. My cứ tưởng mình thông minh, nhưng hóa ra cô cũng chỉ là một con gà dãy rủa trước khi bị làm thịt mà thôi. My tuyệt vọng nghĩ. Chiếc xe tải chậm chậm chạy qua con đường gồ ghề nơi biên giới, tiến thẳng vào một cánh rừng lớn. Trong sự âm u của rừng già, không ai ngờ có một nơi được xây dựng với tường rào cao 3 mét vây quanh như một cái trại kiên cố. Phía trước cạnh cánh cổng sắt nặng và dày là hai tên to con, tay cầm súng đứng cạnh. Chiếc xe tải chạy đến cổng thì bị chặn lại. Một tên buôn người leo xuống nói chuyện với hai tên gác cổng. Chúng cho người kiểm tra chiếc xe cẩn thận rồi mới mở cổng cho xe đi vào. Một tên buôn người dẫn ba thanh niên đi nhận việc. Tên còn lại nửa lôi nửa kéo My đi ngang qua bãi đất trống, tiến thẳng vào khu vực phía sau. Trên bãi đất trống là rất nhiều tên đàn ông đang tập luyện thể lực và học cách sử dụng vũ khí. Thấy cô gái bị dẫn qua, mọi người ngoái lại nhìn một chút rồi như không có việc gì xảy ra tiếp tục tập luyện. Họ đã quá quen với cảnh này rồi. Dăm bữa nửa tháng lại có những cô gái bị lừa đến đây, mà càng đẹp thì quãng thời gian ở nơi này càng khổ. My bị đưa đến một khu ngập tràn mùi thuốc lá và bia rượu ở phía sau của khu trại. Tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc. Gã buôn người đẩy My một cái ngã phịch lên nền đất, rồi hất hàm nói: "Má Hoa, hàng đưa đến rồi, lần này đảm bảo có thể xưng hiệu hoa khôi." Người phụ nữ to béo mặc chiếc váy nhung đỏ chót rít một hơi thuốc quan sát My, sau đó tháo vải che mắt của My rồi bóp lấy cằm, nâng mặt cô lên đánh giá. "Trên đường vận chuyển hàng, bọn mày không động tay động chân gì đi chứ?" "Má yên tâm, hàng tuyển làm sao bọn này dám hành động gì?" Má Hoa lườm gã. "Lần trước bọn chúng không kìm được giở trò với một con bé mới bị lừa bán. Kết quả con bé đó không chịu được mà bỏ mạng giữa đường, hại bà ta thất thoát một khoản. Vì thế việc chuyển hàng ngày càng được thắt chặt." Sau khi kiểm tra thấy My không bị rứt mẻ gì, bà ta mới gật đầu cho tên kia rời đi, lại gọi hai đứa đàn em đưa My về phòng riêng cho các cô gái tiếp khách ở khu này. Tất cả những gì diễn ra đã khiến cho My nhận ra bản thân đã bị bán cho một nơi đáng sợ nào đó ở nước ngoài. Chỉ là không hiểu sao ở đây lại nhiều người Việt Nam như vậy. My bị kéo đến một khu yên tĩnh hơn, nhưng trong các căn phòng có vẻ tồi tàn rách nát. Một gã canh giữ ở đây lên tiếng hỏi: "Người từ chỗ nào?" "Việt Nam." "Thế mang sang phòng 6 đi, có con bé Việt Nam ở đó." My đã mệt đến không còn sức phản kháng, bị đưa vào một căn phòng ném lên giường. Cô gắng sức quay đầu nhìn, căn phòng không có đồ đạc gì nhiều. Nổi bật nhất là một tủ quần áo. Trong đồ toàn váy áo ngắn cũn cỡn, không cần nghĩ cũng biết người ở phòng này làm nghề gì. Nhưng vì quá mệt, không lâu sau My đã thiếp đi. My giật mình thức bởi tiếng nói chuyện bên ngoài cánh cửa. Cô cảm nhận được là trời đã tối từ lúc nào.
My nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của Má Hoa và ai đó. Thắm, mày chịu khó dạy dỗ em nó quy tắc ở đây đi. Dạ, em biết rồi chị. Cửa mở ra, một cô gái với mái tóc ngắn, áo hai dây, quần bò ngắn cũn cỡn tiến vào phòng. Trông thấy My thì lạnh tanh hỏi chuyện. Tỉnh rồi à? Chị ơi, đây là đâu? Nhìn mà không biết à? Đây là động chứa, chỗ ở của bọn làm gái như là bọn mình. Không, không đâu, em không muốn. Bà chị kia có lẽ đã quá quen với việc người mới tới bị sốc, cười mỉa mai. Không muốn thì cũng phải làm thôi, đã vào đây rồi, đừng mong có ngày thoát được chỗ này. My ngồi co rúm vào một góc, nước mắt lưng tròng, cả người run rẩy vì sợ. Có lẽ Thắm thấy thương nên là ngồi xuống hỏi. Này, hỏi thật làm sao mày bị lừa vào đây? Em là sinh viên, bạn trai em lừa em uống thuốc mê, rồi khi tỉnh dậy em đã bị mang đi. My vừa kể vừa khóc nức nở. Chị gái kia nhíu mày. Cái thằng khốn nạn, lại thêm một đứa ngốc. Chị ơi, ở đây là đâu vậy chị? Em muốn về nhà. Ở đây á, đây là địa ngục trần gian. Nói xong thì Thắm cũng thở dài rồi từ từ kể. Đây là hang ổ của bọn tội phạm. Trong cả cái khu này, nó quây vào, cờ bạc, thuốc phiện, gái gú, cái gì cũng có. Những đứa như bọn mình ở đây không khác nào đồ chơi, chủ yếu là từ Việt Nam, Lào, Campuchia bị lừa đến đây. Khu này được gọi là động tiên, chỗ cho bọn đàn ông chơi bời, đã vào thì chẳng có ra, hoặc là già yếu, hoặc là chết rồi mới thoát khỏi bọn nó. My nghe vậy thì càng khóc dữ dội hơn. Thắm chẳng biết khuyên làm sao, bởi chính cái tấm thân của cô cũng đang bị giày vò đến héo mòn ở nơi này. Thắm để mặc cho My khóc, còn mình thì đứng dậy đi tắm. Nhìn vết bỏng bị tàn thuốc lá để lại ở cánh tay, Thắm thở dài. Không biết kiếp trước những cô gái như cô đã phạm phải nghiệp gì mà kiếp này lại phải chịu cuộc sống không bằng chết ở cái nơi với tên gọi mỹ miều động tiên thế này. Trước đây Thắm còn đau xót mỗi khi có một người mới bị bán vào, nhưng dần dần cảm xúc cũng đã chai sạn. Ai lúc đầu mà chẳng khóc lóc, xong rồi cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục đó thôi. Còn ai mà không khuất phục, chắc giờ đã thành một nắm đất nơi biên giới lạnh lẽo rồi. Sáng hôm sau, My bị Thắm lôi dậy. Cô hốt hoảng không chịu đi, nhưng Thắm cũng không cần nói nhiều, vì ngay sau đó đám đàn em của Má Mì Hoa đã tới lôi cô đến khu nhà trước. Má Hoa vắt chân che đi cái bụng béo núc ních, rít một hơi thuốc nhìn My bị ném trên sàn. Tên. My im lặng, cố gắng dừng sức để phản kháng. Má Hoa không vui, bước tới tát búp một cái trên mặt, khiến má của My hằn lên vết năm ngón tay. Tao hỏi tên, nếu mày không nói thì rút mẹ lưỡi đi. Má Hoa vừa nói, tên áo đen bên cạnh đã bật sẵn con dao. My run rẩy đáp. Chà My. Ừ, chị Thắm đã dạy My quy tắc ở đây chưa? Đã đến đây rồi thì chịu khó ngoan ngoãn tiếp khách, càng được khách cưng thì càng sống tốt. Thấy mấy đứa mặc váy lụa kia không? Hàng tuyển thì sẽ được ở trong cái biệt thự trắng phía trước này, còn làm không được việc chỉ có ra nhà sau chịu khổ thôi. My lắc đầu ngoài ngoại. Không, tôi không làm, không bao giờ tôi làm chuyện này. Má Hoa nhếch miệng cười. Có vẻ cô bé này cần được dạy dỗ lại. Nói xong bà ta hất tay, đám người kia cầm roi ra, tiến đến vung roi vụt vào người My. Cùng với tiếng roi là tiếng la hét thảm thiết của My. Từ bé đến lớn, My sống trong sự bao bọc của bố mẹ, sự quý mến của thầy cô bạn bè, nào đã phải chịu sự dạy vò đến thế. Mới có 10 roi đã không chịu được. Má Hoa lại gần, cúi xuống giật tóc My, ép cô ngẩng mặt lên nói. Một là nghe lời, hai là ăn đòn, nếu mày còn cứng đầu thì đừng có trách. Liên tục 3 ngày, My bị đám người dùng roi ra quất. Mỗi lần bị đưa về nhà sau, cả người đều đầy vết bầm tím. Thắm ngồi cạnh thoa thuốc cho My, không đành lòng mà nói. Tội gì phải thế, sao cứ phải cứng đầu? Đã đến đây rồi thì chẳng còn hy vọng nữa đâu. Em thà cứ xuôi theo họ sống còn dễ chịu hơn. My ấm ức chịu đau rơi nước mắt. Một cô sinh viên học giỏi, xinh gái, trước giờ sống trong sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người,
Bây giờ bảo cô Hạ mình làm cái nghề này, My làm sao mà chấp nhận được. Dù đau đớn nhưng cô cũng không thể bước qua được lòng tự trọng. My buồn bã hỏi, tại sao chị lại bị lừa đến đây vậy? Chị có từng định trốn đi chưa? Thắm hơi khựng lại thở dài. Nhà chị vốn ở một vùng quê nghèo, chị không có tiền đi học nên chỉ học hết cấp 3 là nghỉ lên thành phố làm việc. Không gia đình, không thân thích, không có trình độ, lại không có kinh nghiệm nên chỉ làm được vài việc lặt vặt, rửa bát, phục vụ bàn. Lúc ấy chỉ nghĩ muốn kiếm được thật nhiều tiền phụ giúp bố mẹ. Sau một người bạn đồng nghiệp bảo với chị là có công việc nhẹ nhàng lương cao do chú nó giới thiệu. Lúc đấy chỉ nghĩ liều một phen nghe lời nó đi qua đây. Ai ngờ nó bị chính chú ruột lừa. Còn chị đi theo cũng sa vào đây, sống cuộc sống không ra người không ra ngợm này. Thế chị đồng nghiệp kia của chị chết rồi, nó muốn chạy trốn, bị đánh đến chết, xác vứt xuống sông không biết là trôi về phương nào. My cắn chặt môi. Một câu chuyện bi thương nhưng qua lời kể của chị Thắm lại nhẹ bẫng. Có lẽ vì đã thấy quá nhiều hoàn cảnh nên chị Thắm đã lãnh cảm với cả câu chuyện của chính mình. Thế không ai báo được cảnh sát hay là gọi người giúp hả chị? Em nghe đến Tam Giác Vàng chưa? Chúng ta đang ở ngay cái nơi chính trị bất ổn. Bọn chúng còn là tội phạm có tổ chức, có cả vũ khí nóng, đâu phải muốn triệt phá là triệt ngay được. Chỗ này do một kẻ có máu mặt cầm đầu, gọi là lão đại. Chị chưa gặp, nhưng tất cả mấy khu này đều do hắn làm chủ. Nghe nói hắn có quan hệ với cả chính quyền đấy. Tội phạm lại có quan hệ với cả chính quyền cơ à? Mấy chuyện đường ngang ngõ dọc trong chuyện này, chị em mình chẳng hiểu được đâu. Chị chỉ khuyên mày ở đây thì đừng tin một ai hết, mà cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Có thể sống sót là may mắn lắm rồi. Chị đoán vì em xinh nên má Hoa mới kiên nhẫn với em thế. Đánh thế này là còn nhẹ đấy. Suốt cả đêm hôm đó, My nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Cô đã khóc đến cạn nước mắt, đã thầm cầu xin ông trời biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng không hề có một phép màu nào xảy ra. Sự thật là cô đã rơi vào nơi địa ngục chẳng thể thoát ra nổi. Sự cương quyết trong mi dần dao động. Sáng hôm sau, như mọi ngày, má Hoa lại cho người lôi mi đến nhà trước. Nhưng lần này, bà ta không dọa ép nữa, mà đưa mi đến một căn phòng. Trong phòng sộc lên mùi tanh hôi khó chịu. Nhìn thấy cảnh trong phòng, mặt mi xanh mét. Trong không gian chật hẹp, một cô gái đầu bù tóc rối, ăn mặc thiếu vải đang quằn quại. Cơ thể đầy vết xước do móng tay để lại, khuôn mặt căng cứng khó chịu, hai mắt long sòng sọc. Không biết tại sao cô gái không thể kiểm soát được bản thân nên tiểu cả ra giường ra sàn. Mùi hơi khó chịu khiến cho My phải nín thở. Má Hoa cười khẩy, cầm một ống kim tiêm ghé sát vào tai My nói, nhìn cho kỹ, con bé này đến đây từ 2 tháng trước, không chịu tiếp khách nên má phải dùng đến cái này. Cuối cùng vẫn phải chịu tiếp khách, chỉ là đã dính vào thuốc rồi, mỗi lúc nó không nghe lời, chỉ cần không chích thuốc nữa thì nó sẽ thảm thế đấy, đau đớn, khó chịu như hàng vạn con kiến cắn, tự lấy móng tay cào mình. Nếu cô em mà không nghe lời nữa thì chị chỉ đành dùng đến cách này. Má Hoa nhếch mày, hai gã to lớn đã giữ chặt tay mi lại. Mi sợ hãi quẫy đạp mà gào thét, không, không, tôi xin bà. Má Hoa vẫn từ từ tiến lại. Chiếc kim chứa đầy dung dịch màu vàng đục đã cắm vào tay mi. Cô sợ hãi đến tột độ mà thét lớn, làm, tôi làm, bà muốn tôi làm gì cũng được, tôi xin bà. Má Hoa hài lòng rút kim tiêm ra. Bà ta chỉ dọa tâm lý thôi chứ chưa thực sự tiêm thuốc vào. Mi sợ đến mềm nhũn, được đưa trở về phòng. Đợi 2 hôm sau, cho vết bầm trên người của mi tan bớt, cô bị bắt mặc một chiếc váy 2 dây ngắn cũn cữn, đứng xếp hàng trước mặt các vị thượng đế. Với khuôn mặt xinh xắn và thân hình đầy đặn, My rất nhanh đã rơi vào tầm ngắm của mấy kẻ có tiền đến ăn chơi. My khóc, My giãy giụa, chịu đựng sự xúc phạm đến thân thể nhưng không thể phản kháng. Nếu cô phản kháng, má Hoa sẽ cho người đến đánh đập dạy dỗ. Cứ như thế, My chết lặng, lún sâu trong những căn phòng tràn đầy tiếng hoan ái trụy lạc. Những ngày đầu, My thường xuyên nôn đến nửa đêm vì bị ép rượu,
chỉ có chị Thắm là người quan tâm vỗ lưng lấy nước cho cô. Dần dần hai người trở nên thân thiết hơn. Chị Thắm có lẽ là điểm tựa tinh thần duy nhất của cô ở cái nơi bẩn thỉu này. Đã một tháng kể từ khi My mất tích, Việt che giấu quá tốt nên không để lộ sơ hở gì. Phía cảnh sát chỉ có thể điều tra được rằng My đã tới một quán bar, sau đó biến mất. Kiểm tra camera khu vực xung quanh thì phát hiện có hai gã khả nghi dìu My lên xe. Sau nỗ lực lần theo manh mối, cảnh sát kết luận My đã bị bán qua biên giới. Tình hình bên kia của biên giới phức tạp, dù có muốn điều tra phá án cũng không thể ngày một ngày hai mà phá giải được ngay. Bố mẹ My nghe tin thì chết lặng, ngày nào cũng khóc đến mờ mắt. Dù họ có trông có ngóng từng ngày, cầu xin khắp nơi cũng chẳng có tia hy vọng nào. Lúc biết được tin này, Hoài An đã khóc một hồi lâu. Cô không dám tưởng tượng nếu My thật sự bị bán qua bên kia biên giới thì sẽ có kết cục gì. Có thể bị lấy nội tạng như đài báo đưa tin, cũng có thể bị đưa vào nhà chứa, mà kết cục nào thì cũng tệ như vậy cả. An nghi ngờ Việt có dính líu trong chuyện này, không thể vô duyên vô cớ hai người chia tay mà My lại bị bắt đi được. Hắn ta khai vì cãi nhau, chia tay nên My mới đi uống rượu và gặp chuyện. Camera của quán bar và xung quanh cũng không quay được cảnh Việt tới đó, nghĩa là hắn có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng An vẫn không tin tưởng hắn. Dù nghi ngờ vậy nhưng An không có chứng cứ. Một cô sinh viên nhỏ bé như cô không thể làm nên chuyện gì. An lặng người nhìn vào sách vở trước mắt mình. Gia đình cô hay gia đình My đều không giàu có, không quyền cao chức trọng, tất cả chỉ đành phụ thuộc vào phía cảnh sát. An lên mạng tìm đọc những bài báo về nạn nhân của buôn người. Ngoài kia còn biết bao nhiêu cô gái như là My nhẹ dạ cả tin, hoặc vì gia cảnh khốn khó mà bị lừa gạt bắt đi. Những cô gái đó rồi ai sẽ cứu họ đây? An cứ lặng người mà suy nghĩ mãi. Trong tiếng nhạc sập sình của Động Tiên, nơi ăn chơi bậc nhất trong khu trại, My loạng choạng dựa vào tường, lần từng bước để đi về khu nhà phía sau. Hôm nay cô đang chuẩn bị vào tiếp khách thì phát hiện đến tháng nên má Hoa cho cô về trước. Đã 3 tháng trôi qua, My đã quen với việc uống rượu, nhưng điều đó cũng tàn phá cơ thể của cô. Mỗi lần đến tháng, bụng cô lại đau khủng khiếp. Mặt My tái nhợt nằm trên giường ôm bụng. My thiếp đi một lát, chẳng bao lâu sau lại bị tiếng đập cửa uỳnh uỳnh đánh thức. Cô ra mở cửa, chưa kịp nói gì thì hai gã cao to đã đẩy cửa khiêng một người vào. Mặt My biến sắc, thấy chị Thắm quần áo tả tơi, ở đùi còn dính vệt máu, cô gấp gáp hỏi: "Có chuyện gì thế này, chị Thắm làm sao thế?" Ngay khi chạm vào người chị Thắm, My đã giật nảy mình. Lạnh, lạnh quá, cơ thể Thắm nó lạnh ngắt, không còn chút nhiệt độ nào của sự sống. Má Hoa đi vào sau, vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ. "Gặp phải thằng biến thái chết tiệt. Thôi, em xem có bộ quần áo nào lành lặn tử tế thay cho nó đi, lát cho người khiêng đi." My đơ ra, nhìn người bạn duy nhất mình quen ở nơi này. Cô lắc đầu không tin vào tai mình. "Không đâu, chị Thắm ơi, sao lại ra nông nỗi này?" My gào khóc dữ dội. Ngoài sự thương cảm với người đã giúp đỡ mình 3 tháng nay, còn là sự hoảng hốt và sợ hãi. Kết cục của chị Thắm liệu có phải sẽ là kết cục của cô một ngày không xa? My nắm lấy vạt váy của má Hoa nức nở. "Không ai phân xử cho chị ấy sao chị? Là ai làm? Thằng nào mà khốn nạn vậy?" My dạo này là người đang hút khách nên má Hoa cũng dịu dàng với cô hơn. "Là má My ý mà, lúc cần giữ thì phải giữ, lúc cần nịnh thì phải nịnh." Mà lần này bà ta cũng cảm thấy bất công, chỉ đành thở dài. Một tên mới đến chơi lần đầu, nặng hơn 100 cân, nhưng nó lắm tiền, ra tay hào phóng lắm. Lão chủ nhất định sẽ nhận tiền mà ỉm chuyện này đi thôi. Tốt nhất em cũng đừng náo loạn gì, nếu không lại rước họa vào thân. Ở cái chốn này, việc mấy cô gái bị mấy tên làng chơi hành hạ không phải là chuyện hiếm. Ai xui xẻo thì không giữ được mạng, thế thôi. Bọn cầm tiền tới đây không phải là dân anh chị, cũng là đại ca của vài chục thằng đàn em. Muốn làm ăn lâu dài thì chỉ có nước nhìn mặt nhau mà sống.
lão đại của bọn họ sẽ không vì một đứa con gái ở khu nhờ chứa này mà trở mặt với khách. Mi đau xót, tắm rửa thay quần áo cho chị Thắm. Cả quá trình đó cô như chết lặng. Cô nhớ chị Thắm bảo 2 tuần nữa chị ấy mới tròn 26 tuổi. Ở cái độ tuổi đẹp nhất, chị ấy lại phải ra đi nước nở như vậy. Giờ thì Mi đã hiểu tại sao chị Thắm luôn gọi chỗ này là địa ngục trần gian. Nửa đêm, Má Hoa cho người đến khiêng Thắm đi. Mi đứng đơ người nhìn chị Thắm được bọc trong chiếc chiếu sơ sài khiêng ra ngoài. Chắc mấy gái kia sẽ tìm một chỗ vắng vẻ để hạ chị xuống. Không có tang lễ, không người nhà, chỉ có thể nằm phơi thây nơi đất khách. Mi nắm chặt hai tay, đôi mắt đỏ lên. Đã vào đây rồi, kẻ yếu chỉ có thể nằm chờ chết. Như một con kiến có thể bị giẫm đạp bất cứ lúc nào. Lý gì mà cô phải chịu như vậy? Nếu muốn sống tốt ở địa ngục thì cô phải là ác quỷ. Nếu cuộc đời này cay nghiệt với cô thì cô sẵn sàng giẫm đạp lên mọi thứ để tiến lên. Dù là ở nơi dơ bẩn nhất, cô cũng phải ngẩng đầu mà sống tiếp. Nếu đã không thể là công chúa thì cô nguyện trở thành mụ phù thủy độc ác tự cứu lấy chính mình. 5 năm sau, 2 cô gái ăn mặc quê mùa khúm núm đi theo một tay to lớn mặc đồ đen tiến vào hành lang hẹp và tối tăm. Trước ngực 2 cô gái này còn ôm một chiếc ba lô cũ sờn lép kẹp. Bên trong chắc chỉ đựng được vài bộ quần áo. Gã đàn ông cao to dẫn 2 người đến trước một căn phòng, mở cửa đẩy họ vào. 2 cô gái lấm lét nhìn, chỉ thấy trong phòng là một người con gái xinh đẹp, trang điểm không quá đậm mà vô cùng khéo léo tôn lên đường nét của khuôn mặt. Đôi môi đỏ chót căng mọng như là quả anh đào, khẽ ngậm điếu thuốc rồi nhả ra làn khói mỏng. Tên gì? Dạ em là Tâm. Còn em là Xuân ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ 19 ạ. Sao lại tình nguyện đến đây? Dạ nhà bọn em nghèo, em muốn làm mấy năm kiếm chút tiền về quê phụ ba mẹ. Người con gái xinh đẹp nhếch miệng cười, bước tới trên đôi giày cao gót đỏ, đánh giá 2 cô gái một lát, sau đó dịu giọng dụ dỗ. Đã đến đây rồi thì là người của chị, ngoan ngoãn làm việc, chị sẽ không bạc đãi 2 đứa. Báo, dẫn 2 em nó đi tắm rửa thay đồ, sắp xếp ở phòng cuối dãy nhà sau ấy. Vâng chị, 2 đứa mau cảm ơn chị Mi đi. Dạ, bọn em cảm ơn chị Mi. Người đàn ông tên Báo lại dẫn 2 cô gái trẻ đi. Vừa xoay người định đi ra khỏi cửa thì Mi gọi. Đứng lại, để 2 cái ba lô lại đây đi. Dạ, nhưng quần áo bọn em. Mấy cái đồ quê mùa này đừng có mặc nữa. Vào đây, chị sẽ lo tất cho mấy đứa. 2 cô gái nhìn nhau do dự, nhưng nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của 2 gã đứng phía sau Mi thì run run đáp. Vâng ạ. Mi ra hiệu cho 2 tên đàn em lấy ba lô của 2 cô gái, sau đó còn sẵn tiện lấy hết điện thoại và thiết bị có thể liên lạc được trên người. 2 cô gái kia sợ xanh mặt nhưng không ai dám ho he gì. Đợi 2 cô gái bị thúc ép đi về phía nhà sau, Mi lấy chân dẫm lên cái ba lô, lạnh lùng bảo đàn em. Đốt hết đi, cả 2 cái điện thoại này nữa. Để ý đừng để tụi nó quay chụp hay là liên lạc gì với bên ngoài. Dạ thưa chị. Mi bước đi trên đôi giày cao gót, tạo tiếng vang cộp cộp trên sàn, nhanh chóng ra khỏi phòng, lòng thầm nghĩ. 2 cô bé ngây thơ quá, đã bước chân vào đây làm gì còn mong ngày trở về. Cô đi qua một căn phòng hé cửa, tiếng nhạc và ánh đèn xanh đỏ tràn ra ngoài. Một gã xăm trổ lướt thấy bóng dáng bốc lửa của Mi thì liếm mép nói. Con hàng kia tên gì thế? Một em gái ngồi cạnh mở chai bia rót cho hắn, cười. Hàng cúng đấy, anh không đụng vào được đâu. Gã này càng cảm thấy thích thú. Đại ca nào bảo kê mà giữ vậy? Người của lão đại, vào đây từ mấy năm trước rồi. Từ một đứa tép diêu, chỉ mất có chưa đầy 4 tháng mà trở thành hoa khôi đắt khách bậc nhất chốn này. Rồi dần dần được chuyển lên ở phòng VIP. Sau đó không biết dùng thủ đoạn gì mà khiến lão đại nhớ thương. Lão đại bình thường chỉ chơi qua đường mấy em gái mới mẻ, nhưng chị Mi này là ngoại lệ, thường xuyên được gọi đến. Sau này lão đại còn cho ả cái danh người tình. Hồi trước cảnh sát truy quét một đợt, Má Hoa bị bắt nên lão đại đưa chị Mi lên thay. Giờ trong cái khu động thiên này,
Ai mà chẳng phải hạ mình gọi một tiếng chị My. Lão đại còn cho cả thằng đệ ruột là thằng Báo đi theo chị ấy nữa đấy. Tên khách gật gù, nốc ly rượu tiện thể nuốt ham muốn trong lòng xuống. Xem ra cái cô My này cũng là người có bản lĩnh, biết tìm núi cao dựa vào. Hắn muốn sống tốt ở khu tam giác vàng này thì không nên dại dột động vào người của lão đại. My chẳng buồn quan tâm những bàn tán xung quanh mình. 5 năm, cô đã dùng 5 năm để từ một con nhãi nhép bò lên làm má mì của cả khu động tiên này. Cô đã phải hạ mình học cách làm đám đàn ông vui, nịnh nọt lão đại để hắn hài lòng. Tất cả chỉ là để có một cuộc sống dễ chịu hơn. My đi kiểm tra tình hình làm ăn một vòng, vừa bật lửa định châm điếu thuốc thì có một gã vội vã cõng một cô gái đầu tóc rũ rượi chạy ngang qua. Làm sao vậy? Một tên đàn em mặc trang phục nhân viên chạy ra từ căn phòng kia, khom người nói nhỏ: bị khách ép chơi, sốc thuốc, tình trạng không tốt lắm. Ờ, đưa về chăm sóc, không qua khỏi thì xử lý như cũ. My lạnh lùng nói. Thời gian ở cái chốn này đã khiến cho cô dần lãnh cảm bởi mọi đau khổ trên đời. Sinh tử là chuyện quá bình thường ở đây. Đau đớn, kêu la, van xin, đánh nhau, chém giết, chẳng còn gì mà cô chưa được trải qua. Dần dần cô trở nên máu lạnh. Chỉ có đôi khi nghĩ đến chị Thắm, hoặc nghĩ về gia đình đã lâu không gặp mới có chút xao động. Nhớ đến chị Thắm, cái gã to béo hại chị ấy cũng đến đây mấy lần. My đã khôn khéo tìm cách gây mâu thuẫn giữa hắn và lão đại, khiến hắn bị lão đại đánh cho như tử, còn phế cả một bên tay, coi như cũng hà lòng hà dạ. Còn Việt, cái gã mà cô hận đến chết thì lại không xuất hiện. Cô đã thăm dò thử, nhưng dường như hắn chỉ là một đầu mối có nhiệm vụ câu mồi các cô gái nhẹ dạ cả tin ở Việt Nam, chứ không liên hệ nhiều với bên này. Vì thế My chưa có cơ hội gặp lại. Nếu có duyên gặp lại, My nghĩ mình cũng sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Bây giờ cô được dùng điện thoại, thỉnh thoảng còn qua biên giới về lại Việt Nam. Nhưng My đã chẳng còn mảy may suy nghĩ bỏ trốn hay là quay về, bởi cô đã nhúng chàm quá sâu. Cô đã trở thành một phần của nơi kinh khủng này. Bây giờ cô đã không thể quay đầu được nữa. Chị My, lão đại gọi chị qua đó. Sao, có chuyện gì vậy? Nghe nói lại có chuyến hàng từ châu Âu, người phụ trách bên kia cũng muốn gặp chị. Ừ, hiểu rồi, về báo lão đại 10 phút nữa chị có mặt. Vâng chị. My nén tiếng thở dài, quay về căn phòng sang trọng sạch sẽ của mình trong tòa biệt thự xây dựng ngay bên trong khu trại. Cô biết lão đại sẽ chỉ giữ lại người nghe lời hắn và có lợi với hắn. Mà điều My học được chính là tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ quan tâm đến những đứa đàn bà khác bên cạnh lão đại. Nhưng để được một kẻ đa nghi như hắn giữ lại bên cạnh, My ngày nào cũng đi trên lưỡi dao, cẩn thận từng ly từng tí. Cô không phải tiếp khách như ngày trước, nhưng thỉnh thoảng có vài mối làm ăn quan trọng, lão đại vẫn đưa cô qua. Nói là dễ chịu hơn, nhưng cũng chỉ như một đứa làm gái cấp thấp được chuyển lên làm gái ở hạng cao cấp hơn. Lần này có mối hàng chuyển sang châu Âu, My lại biết tiếng Anh nên thường xuyên bị hắn gọi qua phục vụ mấy thằng Tây mũi lõ mắt xanh. Nhưng dù thế nào, My cũng chỉ có thể chịu đựng. Dù sao mỗi tháng cũng chỉ có 1-2 lần, còn hơn là phải nằm dưới mấy thằng giang hồ ghê tởm ở khu nhà sau. Trái ngược hoàn toàn với cảnh ăn chơi thác loạn ở khu trại bên trong tam giác vàng, lúc này Hà Nội vẫn đang khoác lên mình không khí hòa bình yên ả. Trong hội trường của một khách sạn lớn, người chủ trì đứng trên sân khấu dõng dạc phát biểu. Và nhân viên trẻ xuất sắc của tòa soạn năm nay thuộc về phóng viên Nguyễn Hoài An. Những tràng pháo tay và tiếng reo hò vang lên không ngớt. Hoài An đứng dậy cúi đầu cảm ơn mọi người rồi tiến dần lên sân khấu. Phần tóc mái dày nặng đã được hất lên. An búi tóc gọn gàng, đôi kính cận to dày đã được thay bằng kính bạch kim trẻ trung. Khuôn mặt gầy hơn thời sinh viên lại khiến cô thêm phần thanh tú. Ở cô phóng viên trẻ toát ra sự tự tin và vẻ đẹp của tri thức. Ra trường gần 2 năm, công tác tại tòa soạn đã một thời gian, Hoài An trưởng thành hơn nhiều, cả về tính cách lẫn ngoại hình. Cô biết làm đẹp cho bản thân, chỉn chu hơn trong việc ăn mặc,
Để trông mình thật chuyên nghiệp, An chăm chỉ học hỏi nên chẳng mấy chốc đã được các vị lãnh đạo của tòa soạn để mắt nâng đỡ. Sự nghiệp cũng nhờ đó mà thuận lợi phát triển. An đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhận lấy ánh mắt tán thưởng của mọi người, khiêm tốn cảm ơn. Có lẽ bây giờ chẳng ai còn nhận ra cô sinh viên mắt cận nhút nhát năm xưa. Kết thúc buổi tiệc, An đi ăn cùng mọi người tới tối muộn mới về. Vào đến phòng, cô bật điện, tắm nước nóng để thư giãn. Người ngoài chỉ thấy cô có công việc và thu nhập đáng mơ ước, nhưng đổi lại công việc này cũng vô cùng áp lực. Trong thời đại công nghệ số, thông tin lại càng phải được cập nhật nhanh chóng, từng giờ từng phút. Hiếm khi không phải tăng ca. Tắm xong, An mới mở máy tính lên đọc tin tức. Ngay đầu trang đã hiện lên tin một cô bé ít tuổi nào đó bị lừa bán qua biên giới. An lặng người, đưa tay lên kệ rút ra một tập hồ sơ. An là phóng viên mảng đời sống và pháp luật. Công việc chủ yếu vẫn là đưa tin về đời sống, nhưng cô cũng tìm hiểu nhiều về pháp luật. Những năm qua, An vẫn nghe ngóng, thu thập thông tin về nhóm tội phạm liên quan đến sự mất tích của My, rồi cất vào trong hồ sơ này. Sự biến mất của người bạn thân vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng An. Cho dù thời gian đó My đã không còn là My của trước đây, nhưng An vẫn muốn tìm lại được My. Suy nghĩ một cách tích cực, đến giờ vẫn chưa nghe tin dữ về My thì rất có thể My còn sống. Chỉ cần còn sống sẽ có cơ hội tìm thấy. An thở ra nặng nề, đặt tập hồ sơ ngay ngắn trên bàn rồi mới tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau, An lên tòa soạn xin phép nghỉ một thời gian dài. Phần vì cô muốn đi mổ mắt xóa cận, phần vì muốn cho mình thời gian nghỉ ngơi. Để chuẩn bị cho đợt nghỉ dài ngày này, An đã sắp xếp công việc cẩn thận. Vì thế, lãnh đạo vui vẻ cho cô nghỉ 3 tháng để điều trị. An báo với bố mẹ đăng ký mổ sớm. Thời gian phục hồi, An chủ yếu ở nhà. Qua 1 tháng rưỡi, hai mắt của An đã phục hồi rất tốt. Không còn cặp kính phong ấn nhan sắc, ai cũng khen mắt An có hồn và linh hoạt hơn. Còn hơn 1 tháng mới hết thời gian nghỉ phép. Vì thế, An quyết định sẽ đi du lịch. Địa điểm mà An chọn là cung đường phượt đi qua một loạt các tỉnh miền núi phía Bắc, dừng chân chạm cuối ở Điện Biên rồi trở về Hà Nội. Lần này, An vác máy ảnh đi một mình, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của núi rừng hoang sơ và những người dân tộc thiểu số chân chất giản dị. Khi đặt chân đến Điện Biên, thẻ nhớ của cô đã đầy ắp ảnh của chuyến đi. An còn định khi trở về sẽ là một bản tin dài kỳ về chuyến đi chơi lần này. Trước ngày về khoảng 2 ngày, An đi dạo quanh khu chợ địa phương. Nơi này gần biên giới nên ngẫu nhiên phiên chợ sẽ gặp được một hai người nước ngoài. An đang cầm máy đi chụp ảnh loanh quanh thì bỗng hai tên bặm trợn mặc đồ đen vội vã đi ngang qua va vào An, khiến máy ảnh bị tuột khỏi tay rơi xuống đường. An loạng choạng suýt ngã. Hai gã kia không hề có ý xin lỗi, lườm An một cái rồi đi lướt qua luôn. An nhíu mày, nhặt máy lên kiểm tra. Rất may, máy ảnh không có vấn đề gì. Cô ngoái lại nhìn hai tên kia, theo bản năng, lại thấy chúng cúi đầu nói gì đó với một người phụ nữ mặc quần jean, áo bó sát, đội mũ lơi chai. Một cảm giác quen thuộc khiến An cứ nhìn theo mãi. Cô gái kia tuy không nhìn rõ mặt, nhưng trông qua dáng người kia lại rất giống Trà My. Hơn nửa phần mặt dưới lộ ra cũng trông có nét của người bạn thân thiết mất tích từ lâu. Trực giác cho An biết đây rất có thể là My, nhưng cô không dám chắc chắn. Ba người kia nhanh chóng đi về hướng khác, leo lên một chiếc xe Jeep chạy đi. An không kịp nghĩ ngợi nhiều mà vội ôm máy ảnh trèo lên chiếc xe máy thuê đuổi theo. Dọc đường mòn đi vào rừng sóc nảy lên, An gần như là không bám kịp. Đuổi được một lúc thì cô thấy ô tô được bỏ lại bên vệ đường mòn. An dừng xe, lần theo dấu chân đi theo hướng vào sâu trong rừng cây. Cùng lắm thì cô giả vờ nhận nhầm người quen, chỉ cần gặp mặt cô gái kia là được. Một tia cơ hội mong manh cô cũng không muốn bỏ qua. Đi được một lát, An cũng thấy ở xa xa mấy người đang đứng ở một khu đất trống bằng phẳng. An vừa định lên tiếng thì phía đối diện xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen, khuôn mặt hung dữ, kéo theo một cô gái bị trói tay chân và bịt miệng. An sợ quá vội ngồi thụp xuống sau tán cây bình tĩnh quan sát.
Sự nhạy bén trong thời gian làm phóng viên khiến An nhanh chóng nhận ra những người này đang có hành vi bắt cóc hoặc buôn người. Tim cô đập thình thịch, giơ máy lên zoom vào nhóm người kia quan sát. Cô liên tục bấm máy, ghi lại hành vi phạm tội của bọn chúng. An còn cố gắng zoom cận mặt nhóm người này để làm bằng chứng. Đến khi cô gái đội mũ lưỡi chai kia quay đầu lại, trái tim An hẫng một nhịp. Là Trà My, dù khuôn mặt ấy đã trang điểm lòe loẹt và có phần dữ tợn hơn trước, nhưng An vẫn có thể nhận ra đó là Trà My. My vẫn còn sống, nhưng tại sao My lại đi tiếp tay cho bọn buôn người thế này? Những năm qua My đã làm những gì? Tại sao My ở đây mà không quay về? Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh tâm trí. Vào giây phút An sững sờ, cô gái kia như nhìn thẳng về bên này. An sợ quá, vội thu người lại sau cây cổ thụ, rón rén đi phía sau, lùi về chỗ đường mòn mà mình để xe. Vì không để ý, lúc đi ngang qua chiếc xe Jeep của nhóm người kia, An vô tình đập trúng thân xe. Theo phản xạ, cô a lên một tiếng. Ngay lập tức, đám người bên kia phát hiện ra điều bất thường. Ai đấy? May mà An đã lùi tới chỗ xe của mình và vội lên xe nổ máy chạy đi. Đám người kia biến sắc, đuổi tới nơi chỉ thấy thấp thoáng một bóng người đi xe máy. My lạnh mặt, đuổi theo nó ngay. Chị My đừng lo, em nhớ biển số xe máy kia rồi, muốn truy lùng nó không khó. Thế thì làm việc nhanh gọn lên, tao về trại trước, bọn mày giữ con bé này và xử xong đứa kia thì quay lại sau. An phi hết tốc lực, tiếng ô tô phía sau càng lúc càng gần khiến mồ hôi của cô túa ra như tắm. An vội lao vào một con đường nhỏ, rẽ vào nương ngô của người dân, bất chấp nguy hiểm, tắt máy đặt xe nằm xuống. Còn mình cũng đi ra xa một đoạn nằm sấp xuống cỏ. Rừng ngô này cỏ cao hơn nửa người, nếu chỉ nhìn lướt qua thì sẽ không phát hiện ra được. Tim của An vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng xe ngày một đến gần. An nhắm chặt mắt chờ đợi. Rum rum, tiếng xe rít ga chạy ngang qua mà không hề nghi ngờ. An thở phào một hơi nằm bất động. Cô cứ nằm như vậy, mặc cho bầu trời dần mờ tối, muỗi và kiến can An ngứa ngáy khắp người. Nhưng vì sợ nên cô vẫn không động đậy gì. Mãi đến khi trời tối sầm lại, nghe thấy tiếng đoàn người từ phía chợ về, An mới lồm cồm bò dậy, giả vờ bị ngã xe xuống đây, theo chân người dân bản địa, trở về bản làng, nơi homestay mà cô thuê trọ. An đi đi lại lại trong phòng đầy lo lắng, chỉ sợ ở lại càng lâu thì càng nguy hiểm. Không ngờ ở cái thị trấn nhỏ, dân cư cũng coi như tấp nập thế này mà bọn tội phạm vẫn dám ngang nhiên đưa người qua biên giới. Nhìn dáng vẻ cô bé kia, chắc là bị bắt cóc hoặc cưỡng ép. Còn My thì sao? Nghĩ tới đôi mắt sắc bén của My mà An thấy ớn lạnh. Cô không bao giờ muốn sẽ gặp lại My trong trường hợp như vậy. Tuy trời đã tối, nhưng cô vẫn hỏi thăm chủ homestay đường đến nhà trưởng thôn. Trưởng thôn lại đưa cô đến đồn biên phòng trình báo sự việc. Đồn biên phòng ở đây không phải là trụ sở chính, chỉ là một cái chòi nhỏ, có hai cán bộ thay nhau trực. Sau khi nghe An trình báo, người cán bộ kia ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn An đầy hoài nghi. An đành phải lấy máy ra, đưa cho cán bộ xem mấy tấm ảnh mà cô chụp được. Đây, anh xem đi, đây là bằng chứng, còn tôi là nhân chứng. Rất mong anh có thể thông báo cho cấp trên nhanh chóng điều tra chuyện này. Người cán bộ vẻ mặt nghiêm trọng. Cô đã gửi ảnh này cho ai chưa? An hơi bất ngờ. Sao anh lại hỏi vậy? Việc này cần lập hồ sơ, mọi chi tiết đều cần cân nhắc tới. Vì vậy mong cô thành thật khai báo. Không có, tôi chưa có gửi cho ai cả. Thế được rồi, cảm ơn thông tin của cô. Giờ cô về nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ gọi cô tới dẫn đường hoặc là làm chứng. An ngập ngừng. Nhưng sáng mai tôi xuống thị trấn bắt xe về luôn rồi. Tôi sợ bọn chúng phát hiện ra bị chụp lén thì rất phiền phức. Vậy cô để lại số điện thoại, khi cần hỗ trợ thêm thông tin về sự việc hôm nay tôi sẽ gọi cô. Vâng, được ạ. An để lại số điện thoại rồi theo trưởng thôn về phòng. Báo được cho lực lượng biên phòng coi như là nhẹ được một nửa. An không ngủ được mà thức để sắp xếp hết đồ đạc, đặt chuyến xe 6 giờ sáng sớm nhất về lại Hà Nội. 5 giờ sáng tinh bơ, An lạch cạch xách vali xuống thanh toán tiền phòng.
An ở đây có 3 ngày, nhưng cư xử rất lịch sự. Anh chủ nhà nhìn cô gái tử tế trước mặt, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, An xách chiếc vali to nặng của mình đi bộ đến chỗ bắt xe. Mắt thấy xe ở ngay phía trước, nhưng An chưa kịp tới đó, đã ngay lập tức bị một bàn tay to lớn bịt lấy miệng. An giật nảy mình cố gắng giãy giụa, nhưng sức của cô chỉ như mũi cắn. Đoạn đường này chưa đến trung tâm thị trấn, tuy có vài người qua lại, nhưng chỉ là người dân bản địa không hiểu tiếng Kinh. Mọi người cứ lướt qua, dù An cố gắng dùng ánh mắt để cầu cứu, nhưng tất cả đều là cúi đầu né tránh. Cuối cùng, ánh mắt An cũng biến thành tuyệt vọng. Ở cái khu thị trấn này, ngoài sáng thì có cán bộ chính quyền, nhưng trong tối thì đám tội phạm lộng hành. Chỉ cần ai phá hỏng việc của tụi nó thì xác định là bị đeo bám trả thù. Đến lúc quỳ xin tha thì thôi. Trong sự đàn áp đó, lâu dần không ai còn dám ho he. Tận mắt nhìn thấy chiếc xe mình đặt lăn bánh chạy đi, An cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Một nỗi sợ ập đến, choáng ngập lên tâm trí. Lúc An bị kéo đi, người cán bộ trực ở đồn biên phòng mà An nói chuyện tối hôm qua lại đi ra từ bụi cây cùng một tên áo đen. Gã cán bộ giọng cổ cằn: "Làm ăn cái kiểu gì thế hả? Lỡ mà nó chạy đến đồn chính tố giác thì là đi hết đấy." Tên áo đen gỡ một điếu thuốc lá mời cán bộ, nịnh nọt nói: "Làm sao mà thoát được, chưa kể còn có đồng chí hỗ trợ nữa mà." Tay cán bộ nhận lấy điếu thuốc châm lên hút, vẫn không quên cảnh cáo: "May mà chặn thông tin nhanh, con bé đó chưa kịp báo lại với ai hết. Xử gọn đi, lần sau nhớ phải để lại người canh gác, đừng có để ai nắm được đuôi." "Ok anh." Mấy tên cán bộ này ăn thật dày tiền của bọn tội phạm. Nói ra chắc là không tin, chứ khắp mấy tỉnh biên giới, chỗ nào cũng sẽ có một hai tên bị mua chuộc. Nếu không thì làm gì có chuyện làm ăn chót lọt như vậy. Không may cho An, cô lại đến trình báo đúng cái kẻ bắt tay với lũ buôn người. Và thế là An bị đem về một căn nhà gỗ sâu trong rừng. An đoán là chỗ này cũng gần sát với biên giới. Năm nay An đã 25 tuổi, nhưng cô có kinh nghiệm đi lấy tin tức rất nhiều. Phần vì làm việc về pháp luật đời sống nên đã tiếp xúc với không ít câu chuyện về tội phạm. Thậm chí cô còn nghiên cứu cả về tâm lý học tội phạm. Sau sự kinh hoàng ban đầu, An cố gắng bình tĩnh lại đánh giá xung quanh. Đây là một căn nhà sàn nhỏ, không có bụi, đồ đạc trong nhà khá nhiều. Chắc hẳn bọn buôn người thường xuyên nghỉ lại ở đây. Nằm bên cạnh An là cô bé chắc mới khoảng 16-17 tuổi, gương mặt non nớt đầy hoảng sợ. Cô bé cũng bị trói chân tay y như là An. Lúc này chúng không dùng bịt miệng. An nhích lại gần hỏi Han: "Sao em lại bị bắt đến đây?" Cô bé nức nở: Em làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Có anh này đến ăn, sau đó theo đuổi em. Lúc đầu em cũng sợ, nhưng mà anh ấy nhà giàu, đẹp trai, đối xử với em rất ân cần. Bọn em yêu nhau được 2 tháng thì anh ấy bảo đến nhà chúc mừng sinh nhật. Em không biết gì cả. Đến khi tỉnh dậy thì..." An giật mình. Cách lừa gạt này quá quen thuộc, không khác gì tình huống của My năm xưa. Liệu có khi nào chính tên Việt kia cũng giở trò với My như vậy? Tình yêu và vẻ ân cần săn sóc vẫn là sự quyến rũ chí mạng với những cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm. Suy cho cùng, ai mà chẳng ôm mơ mộng có một người tình hoàn hảo. Thế nên bao năm bọn người này dùng thủ đoạn đó, vẫn có biết bao nhiêu cô gái nhẹ dạ cả tin. An cũng không dám chắc suy luận của mình là đúng. Cô vẫn rất băn khoăn, liệu cô gái kia có phải là My hay không. Nếu nói không phải thì khuôn mặt họ quá giống nhau. Nhưng nếu phải thì My đang làm gì vậy? Tại sao lại hùa vào tiếp tay cho những kẻ đã hại mình? An không tài nào hiểu nổi. Nhưng muốn biết sự thật chỉ có một cách là vào tận cùng hang ổ của bọn chúng mới biết được. Nhớ đến bố mẹ My sống lủi thủi trong sự dè bỉu suốt mấy năm qua, nhớ tới sự ân hận canh cánh trong lòng, An âm thầm quyết định dù bằng giá nào cô cũng phải liều một phen. Biết đâu sự liều lĩnh này của cô có thể cứu được những cô gái đáng thương khác. Suốt 2 ngày sau đó, bọn bắt cóc không có động tĩnh gì. Đến ngày thứ 3, có một gã cao to lớn, hắn nhìn chòng chọc vào 2 người con gái, hỏi đàn em:
Sao bảo lần này chỉ có một đứa? Con bé này là hàng lần này. Còn con bé kia có vẻ như là phóng viên đến chụp lén tìm chứng cứ gì đó, bị bọn em bắt lại. Đáng lẽ bọn em xử luôn, nhưng trông mặt mũi cũng sáng sủa, nên em đợi anh đến mới giải quyết. Đưa nó vào động tiên, có khi kiếm được một món đấy. Anh báo, anh xem làm thế nào. Tên báo kia là tay sai đắc lực của lão đại, nay đi theo mi để làm việc. Hắn nghe đàn em nói An là phóng viên thì rất thích thú ngồi xuống bóp cằm An rồi ngắm nghía. Chồng em cũng trắng trẻo đấy, mà là gan cô em lớn thật, dám đến vùng này quay chụp, chán sống rồi hả? Nếu đã thế thì để anh đưa cô em đến một nơi sống không bằng chết. Nói xong, hắn còn vỗ vỗ hai cái vào mặt An. An nhắm mắt, cố gắng không thể hiện sự tức giận với hành vi khiếm nhã của tên này. Hắn đứng dậy hỏi đàn em, đã điều tra thân phận chưa? Đừng có bắt nhầm, kẻo gây họa. Báo cẩn thận, cũng vì lần trước bọn chúng bắt nhầm có con gái cưng của một ông chủ tịch tỉnh. Kết quả, người vừa đưa ra khỏi biên giới thì đã bị vây bắt, hại bọn chúng tổn thất một vố lớn. Hơn 20 người bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Má Hoa cũng bị bắt trong vụ lần đó. Thế nên từ sau lão đại đã dặn dò kỹ, phải tìm những cô gái gia cảnh bình thường, không có dây mơ dễ má gì với chính quyền. Dân đen thấp cổ bé họng thì mới dễ đối phó. Suy cho cùng thì kẻ yếu vẫn là miếng mồi béo bở. Tên đàn em gãi gãi đầu. Bắt con bé này là ngoài kế hoạch, nhưng nhìn cách ăn mặc thì chắc là gia cảnh cũng bình thường thôi. Nếu có gia đình chống lưng, ai lại để con gái làm phóng viên chạy đến nơi xa xôi nguy hiểm này? Cũng đúng. Thôi, chuẩn bị đi, tối nay xuất phát. Đêm xuống, rừng cây đón từng đợt gió xào xạc, mùa đông sắp đến. Ở nơi núi rừng hoang vu này, gió lại càng lạnh lẽo. An và cô bé kia bị đám người dán chặt miệng kéo đi. Nhưng vì đường rừng buổi đêm không nhìn rõ, lại không quen đường, nên hai cô gái cứ vấp chỗ nọ đập vào cây kia. Cuối cùng chúng dứt khoát cho hai người vào bao tải rồi vác đi. Vì đã có tay trong dẫn đường, lần vượt biên lần này của bọn chúng rất thuận lợi. Hai cô gái bị vứt vào thùng xe chạy một mạch về khu trại. Mi đang nhấm nháp ly rượu trong tay thì đàn em báo có hàng mới. Lần này còn vô tình bắt được một đứa phóng viên rình mò bọn họ. Mi nhớ tới chiếc xe máy theo đuôi mình ở bên kia biên giới, lập tức phân phó đàn em. Đưa con hàng kia vào gặp tao trước, còn đứa phóng viên lớn gan lớn mật kia thì để dạy dỗ sau. An bị tách ra khỏi cô bé kia, nhốt vào một căn phòng tối. Dù gì thì An cũng là con gái, di chuyển suốt một đêm một ngày khiến cho cô kiệt sức, miệng đã khô khốc từ lâu. Một lát lâu sau, tiếng nhạc sập sình đánh thức cô dậy. An cố gắng bò dậy, nghe tiếng nhạc và ánh đèn lụt qua cửa kính. Cô đoán chỗ này là một nơi giống với các quán karaoke đèn mờ. Nhưng đây là chỗ nào thì An không rõ. Một lát sau, hai tên to cao đến kéo An vào một căn phòng có vẻ cao cấp hơn hẳn. Mi đang ngồi vắt chân xem những tấm ảnh trong máy ảnh của An với vẻ đầy thích thú. Lúc An bị ném xuống, tóc rũ ra che cả khuôn mặt nên Mi vẫn chưa nhìn rõ. Cô cầm máy ảnh đi tới nhìn vào cô phóng viên gan dạ kia. Ai chà, chụp cũng đẹp phết đấy. Có mấy tấm của chị trông rõ mặt lắm. Sao, định đưa cái này cho lũ cớm hả? Tim An đập thình thịch. Giọng nói này chính là giọng của Mi. Không còn nghi ngờ gì nữa, An ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người con gái trang điểm đậm trước mắt, yếu ớt gọi, chà Mi. Mặt Mi chợt cứng lại. Vào khoảnh khắc ấy, thời gian như bị đóng băng. Mi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại gặp được người quen ở nơi này. Phảng phất như họ trở lại những năm đại học, khi còn là những cô sinh viên hồn nhiên. Nhưng lại không giống như vậy nữa. Bây giờ hai người, một trong sáng, một trong tối, đã có sự khác biệt rõ ràng đến vậy. Mi loạng choạng đứng dậy. Đám đàn em phía sau vội chạy lại đỡ. Chị Mi, chị sao thế? Mi run rẩy giơ tay ra. Thuốc. Báo vội châm một điếu thuốc đưa vào tay Mi. Cô rít ba hơi liên tục mới tạm bình tĩnh lại. An lặng lặng nhìn Mi không nói gì.
trong mắt trào lên sự chua xót. 5 năm rồi, cuối cùng cô cũng gặp được người mình muốn cứu. Nhưng sao lại thế này? Sao lại trong hoàn cảnh này? My cũng im lặng một lát rồi bảo đám đàn em, ra ngoài hết đi. Lũ đàn em kia vội đi ra ngoài. Báo kéo một tên lại nói nhỏ vào tai hắn, rồi để hắn đi báo cho lão đại. Ở trong phòng, hai cô bạn thân vẫn còn im lặng. Một lúc lâu sau, An mới mở miệng. Mày, sao mày lại lưu lạc đến bước này? My chợt phì cười một cái, không buồn trả lời câu hỏi của bạn mà lảng sang chuyện khác. Mày thì sao? Bây giờ làm gì rồi? Lấy chồng sinh con chưa? Làm phóng viên, chưa lấy chồng. Ừ nhỉ, mày là phóng viên nên mới bị bắt đến đây mà. Bao nhiêu chỗ lấy tin tức không đi, đâm đầu vào cái nơi nguy hiểm này làm gì? An đau xót nhìn bạn. Mày... My biết An định nói gì, cô chủ động nói. Tao rất tốt, làm má mì ở đây, ăn ngon mặc đẹp, có đàn em để sai bảo nữa. Mày không nên như thế, chuyện này là phạm pháp, mày có biết không? Hai bác ở nhà lo cho mày lắm đấy. Mấy năm nay... Im đi, nếu có người lo cho tôi thì sao không ai đi tìm để tôi tự lực vùng vẫy trong cái đám bùn này? Nhìn xem, bây giờ tao đã thế này rồi, mày phải vui vì tao vẫn sống tốt mới phải chứ. My nổi khùng lên, hai mắt đỏ lựng. Đã lâu lắm rồi cô mới xúc động đến như vậy. Một sự uất ức trào dâng khiến My không biết chút vào đâu. Cô lôi chiếc thẻ phóng viên trong ba lô của An mà đám đàn em mang đến, cười mỉa mai. Phóng viên Nguyễn Hoài An à? My lấy điện thoại ra, tìm thử. Những hình ảnh đầu tiên nhất chính là buổi tổng kết. An mặc chiếc váy dạ hội, ăn mặc xinh đẹp nhận sự tán dương của mọi người. 5 năm không gặp, mày thay đổi nhiều nhỉ? Không còn là đứa con gái nhút nhát ngày nào. Tại sao rõ ràng tao xinh đẹp hơn, học giỏi hơn mày, mà cuối cùng tao lại rơi vào tình cảnh bi đát này? Còn mày lại thành đạt tài giỏi, được ở nơi cao rực rỡ, sống cuộc sống tốt đẹp thế này. Không công bằng, không công bằng. My gào lên trong lòng đau xót. Rõ ràng hai người đang đi trên cùng một con đường. Nếu không vì sai lầm ngu ngốc của năm 20 tuổi, có lẽ bây giờ My cũng đã trở thành một cô biên tập viên xinh đẹp, được người người tán dương, chứ không phải trở thành đồ chơi trong tay đám đàn ông thô bỉ ở đây. My khóc. Đã lâu rồi My mới lại rơi nước mắt. An thì đã khóc sướt mướt từ lâu. Cô thực sự muốn tới ôm lấy My, muốn nói rằng hết thảy sẽ kết thúc thôi. An muốn đưa My về nhà, nhưng chưa kịp nói gì thì cửa phòng đã bật mở. Lão đại chống cây gậy khảm đầu chim ưng bước vào. Nghe nói chỗ chúng ta có cả phóng viên đến thăm à? Lão đại là một người đàn ông trên dưới 40. Tuy tóc đã hoa râm nhưng khuôn mặt vẫn hết sức phong độ. Vì sống ở vùng tam giác vàng đã lâu nên nước da ngăm đen thấy rõ. My vội lau giọt nước mắt còn sót lại, không để cho lão đại biết quan hệ của mình và An. Cô đon đả ôm lấy cánh tay của lão. Sao anh lại đến đây? Nghe bọn nhỏ nói có chuyện hay nên đến xem, em cứ tiếp tục đi. Lão đại nhẹ nhàng nói, rồi đến cái ghế ra ngồi xuống nhàn nhã uống trà. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng My. Lão đại là kẻ đa nghi, nếu giải quyết không khéo thì mạng của cô cũng không còn, chứ đừng nói gì là An. My nhặt chiếc máy ảnh lên, đưa đến trước mặt của lão đại. Anh xem, chỗ này là con bé kia chụp. Lão đại lướt qua mấy tấm, cười rộ lên. Nó chụp My xinh đi chứ. My giả bộ cười, cầm lấy máy ảnh đi tới trước mặt An, rồi thả từ trên xuống. Máy ảnh vỡ tan tành, màn hình tối lại ngay lập tức. My còn dùng giày cao gót nện hai cái cho ống kính nát bét. Với người làm phóng viên mà nói, máy ảnh quý vô cùng, đừng nói đến bên trong còn có dữ liệu mà cô chụp được. An khó tin nhìn My, nhăn mày đau đớn, đang định nói gì đó thì My đã vung tay lên tát bốp vào mặt An. Khuôn mặt của My vẫn lạnh băng. Không biết tốt xấu, chỗ này không phải chỗ cho bọn mày đến đâu. Còn nếu đã đến rồi thì chị đây cũng không ngại tiếp đón. Nói xong, My ra hiệu cho đám đàn em. Đống máy móc này mang đi tiêu hủy, soát người nó
lấy hết những thứ có thể liên lạc được với bên ngoài, đưa nó ra nhà sau. Từ ngày mai, chị đây đích thân dạy nó tiếp khách. Đám đàn em vâng lời, đang định đưa An đi thì lão đại bỗng lên tiếng. Khoan đã. Hắn đến gần An, bước đi nhẹ nhàng nhưng lại thô bạo, trực tiếp giật tóc An để cô ngẩng mặt lên. Mồ hôi của Mi túa ra, hai tay nắm chặt căng thẳng. Nếu để lão đại ra tay, sợ là An không sống qua đêm nay mất. Nhưng mà may hắn chỉ nhìn thế thôi, sau đó buông tay đi đến gần Mi. Không xinh đẹp bằng em được Mi à? Đưa đi thôi. Dám đến đây thu thập tin tức, chắc cũng là loại cứng đầu. Em nhớ chăm sóc cẩn thận cho cô bé ấy. Mi nén tiếng thở phào, nở nụ cười lấy lòng lão đại. Có vẻ hắn không nghi ngờ gì với cách giải quyết của Mi. An bị ép đi tiếp khách, nhưng tất nhiên cô không chịu. Ngay sau đó, An bị lôi đi dần một trận bằng roi mây. Cô nén nỗi đau đớn, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng kêu phát ra mỗi khi cây roi quất xuống người. Ngày thứ hai, An vẫn bị đánh. Cảm giác bị tra tấn như sắp mất nửa cái mạng này khiến cô vô cùng bất lực. Ngày thứ ba, Mi mới xuất hiện. Cô ngồi vắt chân trên chiếc ghế da, nhìn An gầy gò suy yếu. Mi cũng có lòng ghen tị riêng. Thấy bản thân lưu lạc đến mức này, lại thấy An có cuộc sống tốt, thì vô cùng không cam lòng. Nhưng hai ngày trước, Mi không dám tới vì sợ mình không nhìn nổi cảnh An bị hành hạ. Hai luồng suy nghĩ tốt xấu cứ phân tranh trong lòng. Nhưng Mi tự thuyết phục, nếu mình không làm thế, thì bên phía lão đại kia, hắn sẽ nghi ngờ. Hôm nay An không bị đánh nữa, Mi ngồi xuống gần lạnh lùng hỏi. Nghe nói mày không chịu ăn, quyết tâm nhịn cho đến chết đấy hả? An đã yếu đến mức chỉ có thể thì thào. Tao thả chết, chứ không làm cái việc dơ bẩn này đâu. Mi đanh mặt. Mày nghĩ đã bị bắt vào đây thì còn có thể thoát ra ngoài được hả? Ông trời có mắt, kiểu gì cũng chừa đường sống. Ông trời có mắt. Nếu ông trời có mắt thì cả trăm đứa con gái ở cái động tiên này đã không lưu lạc đến bước đường này rồi. Nhìn xem, tao ăn chơi sa đọa, tao bị bán vào đây đáng đời tao. Còn mày chăm chỉ học hành, ra trường làm việc rồi cũng thảm không khác gì tao. Vậy ông trời nào có mắt? Nói cho mày biết, đây chính là địa ngục trần gian. Một khi đã vào rồi, chỉ có thể biến thành ma, thành quỷ thôi. An lấy hết sức bò lại gần Mi, dùng giọng nhỏ nhất chỉ để hai người nghe thấy. Trốn, trốn đi Mi. Mi cười lạnh nhìn thẳng vào An rồi nói. Vô dụng thôi, không ai thoát được đâu. Trong mắt Mi, An thấy được sự tuyệt vọng đến mức buông xuôi. Dường như Mi không còn một chút hy vọng phản kháng, mà hoàn toàn mặc kệ số phận. An đau xót, cô lại đau xót rơi nước mắt. Mi lạnh mặt. Đừng có trưng cái vẻ mặt thương hại đấy ra. Nhìn xem, bây giờ tao còn được ngồi trên cao nhìn xuống. Số tiền mày làm cả tháng có khi chưa bằng một đêm tao kiếm ở đây đâu. Mi đích thân giật tóc An, ép cô ngẩng đầu lên gằn từng chữ. Cứng rắn chỉ có chết, chỉ có nghe theo mới giữ được mạng, biết chưa? Không ai thoát được đâu, không thoát được đâu. Mi lặp đi lặp lại, vừa như răn đe An, vừa như chế giễu chính bản thân mình. Có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Tới giờ cả người đã nhúng chàm, con đường quay lại cũng không có. An lại bị giáo huấn một hồi rồi đưa về phòng. Tối đó cô sốt cao, mê man, nghĩ mình sắp chết. Trong lúc ấy có ai đó vắt khăn đắp lên trán, lại múc vài thìa cháo loãng đút cho An, sau còn nhét thuốc vào miệng cô rồi rời đi. An mơ mơ màng màng chỉ nhìn thấy bóng lưng của một cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng đi ra đóng cửa lại, thấy Mi đang đứng hút thuốc đợi mình. Xong chưa? Dạ xong rồi chị Mi, sốt cao lắm, em không chắc có cứu được không? Ừ, tùy duyên vậy. Sao chị Mi quan tâm đến chị kia thế? Mi không trả lời, rít ngay một hơi thuốc, thổi ra một làn khói mỏng. Đồng hương, không muốn nói chết sớm. Chuyện hôm nay nhớ giữ mồm giữ miệng, biết chưa? Dạ em biết mà chị. Sáng hôm sau, An lờ mờ tỉnh dậy,
cảm thấy người nhẹ hơn một chút, bụng cũng ấm hơn do có ít cháo lót dạ. Nắm tay sai áo đen lại đến kéo cô đi. An đã quen, không buồn phản kháng gì nữa, yếu ớt để bọn chúng khênh đi. An lại được đưa đến trước mặt Mi. Hôm nay Mi im lặng, nhìn gương mặt quật cường của An, cô nhớ lại lúc mình mới bị bắt, cũng thống khổ như vậy. Mi cắn môi, không biết nên làm gì mới phải. Đúng lúc đó, có một tên đàn em chạy lại báo: "Chị Mi, lão đại có một đoàn khách Trung Quốc muốn chị ra phiên dịch." Mi nhíu mày. "Nếu họ nói tiếng Anh thì được, nhưng tiếng Trung thì..." "Tao biết." An yếu ớt lên tiếng. Ở trường đại học, An có đăng ký học thêm tiếng Trung để phục vụ cho công việc. Không ngờ trong hoàn cảnh này lại còn dùng tới nó. Mi ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Đưa nó về, lấy một bộ quần áo kín một chút, che được vết bầm trên cơ thể, cho nó ăn gì đó, rồi đưa lên sảnh bàn chuyện." Báo e ngại: "Chị Mi, nhưng mà liệu lão đại có đồng ý không?" "Chuyện này lát nữa tao sẽ nói với lão đại, cứ làm như tao bảo đi." Nói xong Mi lườm An một cái. "Rửa mặt, chải tóc cho gọn gàng." An hiểu cái nhìn của Mi, đây là cơ hội mà Mi đưa cho cô để có thể sống sót thêm mấy ngày. Vì thế An ngoan ngoãn đi theo người kia trở về phòng sửa soạn. Động tiên là khu phía sau của trại, ở trung tâm là nơi ở của lão đại, còn sảnh trước là nơi chuyên tiếp đón các mối làm ăn và bàn công việc. An bỗng có cảm giác ở đây như một khu thành trì phong kiến, mà tên lão đại kia chính là hoàng đế. Muốn tiền có tiền, muốn gái có gái. Cuộc sống như vậy đúng là nhiều cám dỗ. Bảo sao hàng năm bao nhiêu tội phạm bị bắt mà những đường dây phạm pháp này vẫn không dừng lại. An được đưa đến sảnh, lão đại đang ngồi ở chính giữa, bên cạnh là một tên người Hoa mắt tí hí. Mi đứng ở sau lão đại, khuôn mặt tươi cười nhưng trong lòng thì rất căng thẳng. Chỉ hy vọng An biết điều, đừng có làm gì dại dột. May mắn là An đủ thông minh để hiểu đám người này cùng một ruột với nhau. Nếu cô làm ra điều gì thì người thiệt vẫn là mình. Vì thế An ngoan ngoãn làm nhiệm vụ phiên dịch. Cô cũng hiểu được bọn chúng đang thương lượng về tuyến đường vận chuyển hàng từ khu tam giác vàng này về Trung Quốc. Đám người Trung sẽ ở lại khoảng một tuần. An được bình yên một tuần vì cô vẫn cần làm phiên dịch cho hai bên. Thời gian này An cũng yên lặng quan sát. Những đứa con gái ở khu động tiên chủ yếu là bị lừa bán tới từ rất sớm, hoặc là nhẹ dạ cả tin, hoặc bị lừa và bắt cóc. Khu trại này có đội canh gác riêng. Tất cả người trong trại này đều không dùng điện thoại mà dùng bộ đàm. Ra khỏi trại mới được dùng điện thoại. Nhưng đám người Trung kia thì có điện thoại trong người. Vì thế An lên kế hoạch trộm điện thoại để thử vận may xem có liên lạc được với bên ngoài hay không. An là người phiên dịch nên quen thuộc với mấy người Trung hơn cả. Trước ngày lão đại và bên kia thống nhất giao dịch, An chớp thời cơ nói với mấy người canh gác ở dãy nhà sau: "Tôi cần hỏi lại ông chủ bên kia một điều khoản trong thỏa thuận cho rõ ràng. Anh có thể dẫn tôi đến chỗ họ được không?" Tên canh gác cho người đi hỏi ý kiến của Mi. Khi nghe đàn em nói lại, Mi nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Sau khi tên canh gác đi rồi, Mi tự rót cho mình một ly rượu. Dù An có đang định làm gì, hy vọng kế hoạch có thể thực hiện được. Cô tạo điều kiện như vậy đã là hết tình hết nghĩa. An đi theo tên tay sai kia về phía khu nhà dành cho khách ở. Cô gõ cửa phòng ông chủ người Trung Quốc, giả vờ bàn chuyện, nhưng thực ra là đang để ý xem ông ta để điện thoại ở chỗ nào. Lão chủ kia cho rằng An là người của lão đại nên không hề phòng bị. Hai người trao đổi một lát, đến lúc xong việc, An đứng dậy đi về. Hắn ta cũng cầm lấy điện thoại đút vào túi áo định đi ra ngoài. An giả bộ lại gần, rồi không cẩn thận ngã vào người ông ta, nhanh tay cuỗm lấy chiếc điện thoại. Cô luôn miệng nói xin lỗi bằng tiếng Trung, may mà lão ta không phát hiện ra, cũng không nói gì nặng lời. An xoay người, nhét điện thoại vào áo ngực rồi đi theo tên dẫn đường trở về chỗ ở. Tim đập thình thịch,
Mỗi bước chân mồ hôi lại như túa ra thêm một lớp, cơ thể căng chặt như dây đàn, chỉ sợ bị phát hiện. Về đến tận phòng chốt cửa lại, thần kinh của cô mới thả lỏng một chút. An vội lôi điện thoại ra, định bấm gọi thì phát hiện ở đây không có sóng. Cô thử đi thử lại mấy lần nhưng vẫn không được. Từ hy vọng đến thất vọng khiến cô cứ cuống cả lên. Thời gian không còn nhiều, An vội vã tìm mọi cách mà vẫn không thể liên lạc được ra bên ngoài. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, khiến An giật mình tuột tay, làm điện thoại rơi xuống đất. Cô vội vàng vừa tìm chỗ giấu vừa hỏi, ai đó? Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng gõ cửa lại càng nhanh hơn. Biết không thể chần chừ thêm, An nhét vội điện thoại xuống dưới cùng của tủ quần áo rồi chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì một bóng người cao lớn đã lẩn vào phòng. An chưa kịp hét lên thì người con trai kia đã đưa tay bịt miệng cô rồi đóng sầm cửa lại. Đừng kêu. Anh ta mặc quần áo giống với bọn tay sai bảo kê ở khu trại, khiến An sợ muốn chết. Nhưng anh ta lại kéo tay áo lên cho An thấy hình xăm với một dãy số kỳ lạ. An chợt mừng rỡ, quay người lại hỏi, sao anh tìm được tôi? Để nói sau, phía nhà trước đã phát hiện có người mất điện thoại rồi. An tái mặt, người đàn ông kia nghiêm mặt nói, trong này chặn sóng điện thoại nên có lấy được cũng không tác dụng gì đâu. Giờ phải làm sao? Đưa điện thoại đây, tôi sắp xếp cho. An không nghi ngờ gì mà lấy điện thoại ra đưa cho anh ta. Chàng trai cầm lấy, cẩn thận dặn dò, lần sau đừng có tự ý làm bậy, cố gắng giữ mình, thời cơ sắp tới rồi. Nói xong, anh ta nhét vào tay An một ống thuốc. Dùng cái này sẽ bị ốm chừng một tuần, có thể giúp cô yên ổn mấy ngày. Nói xong thì người đàn ông cất điện thoại vào túi quần rồi rời đi ngay. An thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi từ ký hiệu trên tay anh ta, An nhận ra đó là cảnh sát chìm. Xem ra cảnh sát đã nhận được tin tức mà cô gửi đi. Khu trại này sẽ sớm bị truy quét. Tất cả những gì cô phải chịu đựng gần 10 ngày qua coi như là đáng giá. An đang yên ổn tại phòng của mình thì một đám người ập vào. Ông chủ người Trung Quốc mặt mày giận dữ chỉ trỏ vào An nói rằng cô lấy trộm điện thoại. Lão đại vẫn bình tĩnh lắm, vì dù có lấy được điện thoại thật thì cũng chưa chắc đã làm được gì, bởi ở khu này đã bị chặn sóng. My đứng ở phía sau, lông mày nhíu lại. Tuy không lộ rõ nhưng An biết là My đang lo lắng. Đám người kiểm tra An, thậm chí lục tung cửa phòng lên cũng không thấy điện thoại ở đâu. An cũng một mực nói rằng mình không lấy trộm. Vụ việc đang bế tắc thì có người báo tìm thấy điện thoại rơi ở nhà vệ sinh. Lúc này mọi việc cho rằng ông chủ người Trung kia đi vệ sinh làm rơi điện thoại. An mới không bị tra cứu nữa. Mọi người rời khỏi chỗ của An. My đi cuối cùng quay đầu lại nhìn An một cái đầy nghi ngờ, sau đó mới rời đi. My biết người lấy trộm điện thoại chắc chắn là An, vì từ lúc An nói muốn đến gặp ông chủ kia, My đã đoán ra cô định làm gì đó. Chỉ là My không hiểu, chẳng lẽ ở trong này còn có người khác giúp đỡ An hay sao? Người đó là ai? My nghĩ mãi không ra. Ngày hôm sau, vụ giao dịch của lão đại và ông chủ người Trung Quốc cuối cùng cũng kết thúc. An đã hoàn thành xong nhiệm vụ, một lần nữa lại được đưa về khu động tiên. My biết chuyện này kết thúc thì bọn chúng giữ An lại cũng chỉ vì mục đích tiếp khách. Cô lựa lúc tên lão đại đang vui vẻ, thử dò hỏi ý hắn. Anh, em thấy con bé An này cũng được việc, hay là đừng đẩy nó xuống làm gái nữa, giữ nó ở lại trợ giúp việc làm ăn của anh. Lão đại híp mắt nhìn My thăm dò. Có vẻ em thích con bé đó nhỉ, lúc đầu cũng là em tiến cử nó giúp làm phiên dịch vụ này. My giật mình. Thích gì chứ, chẳng qua là thấy bên Trung Quốc cũng là một nơi béo bở, dù sao còn qua lại làm ăn nhiều. Lão đại nhắm đôi mắt cáo già, tay sờ vào đầu con chim ưng trên chiếc gậy của mình. Con bé đó là thành phần tri thức, trong đầu nó vẫn đầy ý nghĩa phản kháng và bỏ trốn. Nếu không dạy dỗ,
chà đạp nó dưới bùn thì khó mà kiểm soát được. Vẫn phải để nó nếm mùi đau khổ, ô nhục, để nó không dám có suy nghĩ chạy trốn nữa. Lúc đấy rồi dùng nó mới thuận tay. Lời hắn ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng My cảm thấy cả người run rẩy. Quá độc ác. Đây cũng chính là cách mà lão ta đã từng làm với My, biến cô thành thứ rẻ rách, bẩn thỉu, bào mòn ý nghĩ chiến đấu, rồi biến thành tay sai cho gã. Nhưng My không thể làm gì hơn là đồng ý. Tránh trước tránh sau, cuối cùng vẫn là kết cục này. An may mắn hơn cô, thành công hơn cô thì thế nào? Bây giờ cũng bị hãm sâu vào đống bùn nhơ nhớp này thôi. My quay lại khu nhà sau, định cho người mang An đến, thì lại nghe tin An bị sốt cao. Cô đích thân đến chỗ của An, thì thấy An đang nằm trên giường mê man, chán nóng muốn bốc hơi, không giống như giả bộ. My đành để cô nghỉ ngơi thêm 2 ngày. Có lý do này, lão đại cũng không làm khó được An. Cứ nghĩ là An ốm sốt bình thường, nhưng không ngờ 2 ngày sau, cả người An lại nổi lên các vết mẩn đỏ, mặt cũng sưng lên. Người như thế thì làm gì có khách nào muốn chọn. My lại đành để An nằm nghỉ ngơi thêm một thời gian. Thế là An được yên ổn trong phòng. Cô không lo lắng về chứng bệnh này, bởi cô biết đây là tác dụng của ống thuốc mà anh cảnh sát chìm kia đưa cho mình. An chỉ hồi hộp đợi đến thời cơ mà anh cảnh sát chìm kia đã nói. Đúng 5 ngày sau, trời nổi cơn giông lớn, mây đen kéo đến khiến bầu trời càng thêm xám xịt. Mưa như chút nước kéo dài từ chiều tối đến tận nửa đêm, hơi nước kèm theo cái lạnh sộc vào khiến người ta càng trở nên lười biếng uể oải. Mấy gã gác cổng trại thay phiên nhau vào nghỉ ngơi. Những người gác sau vừa mới ra khỏi chiếc chăn, cơn buồn ngủ vẫn còn chưa tan. Vừa mới lim dim không chú ý trong vài giây, một tiếng bụp vang lên. 2 đồng chí bộ đội đặc nhiệm đã xuất hiện từ đằng sau, đánh ngất 2 tên gác cổng mà không hề kinh động đến khu vực bên trong. Phía xa, các đồng chí bộ đội của ta mặc quân trang xanh đen đan xen, trên lưng ngụy trang từng đám cây xanh, dần dần tiến tới siết chặt vùng vây quanh khu vực hàng rào cao và dày của khu trại. Một tiểu đội thuộc nước bạn cũng được phái tới phối hợp. Với kỹ năng được huấn luyện nghiêm khắc, các đồng chí nhanh chóng tiến vào bên trong không một tiếng động, bắt đầu chi quét bọn tội phạm. Đùng đùng, tiếng súng liên tiếp vang hòa với tiếng chân người chạy trốn khiến cho An tỉnh giấc. Cơ thể cô vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng cô biết lực lượng bộ đội đặc nhiệm đã đến rồi. An cố gắng đứng dậy, hé cửa nhìn ra, bên ngoài vô cùng hỗn loạn, tiếng súng, tiếng đánh đấm ngày một gần. Chắc là bộ đội đang giao tranh với đám người bảo kê của trại. Những cô gái, người phục vụ ở khu động tiên, chân yếu tay mềm thì đang tìm chỗ trốn. Một đám người áo đen quay thành vòng tròn bảo vệ lão đại, đi tới lối thoát bí mật. An nhớ đến My, không biết My có trốn đi cùng nhóm lão đại hay không. Cô vội ngược dòng người náo loạn chạy tìm đến căn phòng mà My thường ở. Dù nguy hiểm, nhưng cô phải đánh cược lần này có thể đưa My về. Lúc An đến gần khu nhà biệt thự, khung cảnh còn hỗn loạn hơn nữa. Bộ đội vẫn chưa đến được khu phía sau này, chủ yếu là người trong trại đang dìu nhau bỏ trốn. An tìm thấy My trong phòng, đang cố nhét quần áo và tiền vào một cái túi du lịch. An chạy vội sang giằng lấy. Mày đi đâu? Đi trốn chứ đi đâu? Chẳng lẽ tao ngồi đây chờ bọn cớm đến mất rồi ngồi tù một góc hả? My hiểu rõ hơn ai hết, cô đã thành một phe với bọn người xấu. Nếu giờ để bị bắt thì kết cục cũng chỉ có một. An vội lắc đầu. Đừng đi, bây giờ mày quay đầu vẫn còn kịp. Không kịp nữa rồi, bây giờ tao đã khác. Cứ ngồi im chờ bị bắt không khác gì chui đầu vào giọ. Mày không muốn được về lại quê hương sao? Mày không muốn gặp lại bố mày à? My khựng lại, sau đó lãnh đạm nói. Tao thả đi biệt tích, để bố mẹ tao nghĩ tao chết rồi, còn hơn là quay về với bộ dạng này. Mày nghĩ xem, ít ra tao mất tích thì bố mẹ tao còn chút thương xót. Nhưng nếu tao về thì sao? Bố mẹ tao sẽ cả đời mang danh là có con ngồi tù. An á khẩu, những lời My nói là sự thật trần trụi mà An không bao giờ muốn nghĩ tới. Chính cô cũng chỉ nghĩ xấu nhất
là My bị ép tiếp khách, chứ chưa từng nghĩ rằng My sẽ trở thành tú bà tiếp tay cho bọn chúng lừa đồng bào qua đây làm cái việc này. My vẫn tiếp tục nhét đồ vào túi, thê lương lẩm bẩm: "Mày tưởng ta không muốn trốn hay sao? Mày tưởng ta không muốn về hay sao? Nếu như lúc ta mới bị bắt mà có bộ đội cảnh sát đột nhập vào giải cứu như thế này thì tốt biết bao. Tao sẽ sướng điên lên mà cảm tạ trời đất. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Mày may mắn đấy, ít ra cũng chưa bị tổn thương gì. Còn tao thì đã là một cảnh hoa tan nát trước bão rồi." An bật khóc, bất chấp tất cả ôm chầm lấy My. Còn kịp mà My ơi, mày ở lại đi, tao đưa mày về. Mặc kệ ai nói thế nào, mặc kệ kết quả ra sao, tao vẫn là bạn mày, tao sẽ giúp mày. Rồi mày sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời mà." "Bỏ tao ra!" Tiếng súng và tiếng đuổi bắt gần trong gang tấc, My lại càng vội vã muốn rời đi. An thì cứ ôm chặt lấy eo cô, đến cuối cùng phải hét lên: "Mày đừng đi, có chạy cũng không thoát đâu. Đường trốn cũng đã bị phong tỏa rồi." My chết đứng quay lại hỏi: "Sao mày biết?" An cắn môi quả quyết nói: "Phía bộ đội và cảnh sát, họ đã lên kế hoạch truy quét hang ổ này lâu lắm rồi. Tất cả những đường lui mà bọn lão đại chuẩn bị đều có người mai phục sẵn, không ai có thể trốn thoát được đâu." Nhưng sao mày lại biết được kế hoạch của cảnh sát?" "Bởi vì tao cũng là một phần của kế hoạch đó." Lời nói của An như sét đánh ngang tai, My sợ hãi run rẩy. "Thế nên từ đầu mày bị bắt cũng đã nằm trong kế hoạch. Mày cố tình đến đây để bắt tao vào tù." "Không, tao đến để cứu mày." Đúng lúc này, bộ đội đặc nhiệm đã ập tới. An và My bị tách ra. Hai người cán bộ dùng còng số 8 còng tay My lại dẫn đi. Còn An được hai người khác bảo vệ phía sau. An nhìn theo My, trong lòng xót xa vì cái nhìn ai oán của cô bạn. Cô chưa từng nghĩ muốn tống My vào tù. Thực ra cô chỉ muốn cứu My mà thôi. Náo loạn qua đi, phía lực lượng chức năng thu dọn tàn cuộc. An được đưa tới một chiếc xe cứu thương ngồi tạm. Cô yên lặng nhìn các chiến sĩ nước ta và nước bạn qua lại thu dọn chiến trường. Đêm vẫn đen mịt khiến tâm trạng người ta nặng nề. Một người cán bộ lớn tuổi tiến tới chỗ An đang ngồi. Cô ngước lên mở lời: "Chú Lâm, thấy sao rồi? Lần này phải cảm ơn cháu nhiều." "Dạ không có gì, cháu..." Chưa nói hết câu, An đã ngất xỉu. Trung tá Lâm vội gọi người đưa cô lên xe sơ cứu, rồi gửi cô về bệnh viện tuyến dưới. Đêm rừng mưa rả rích, có vô số bước chân vội vã lao đi, mặc kệ phương hướng. Đám tội phạm có lẽ không thể ngờ được căn cứ kiên cố của mình bị tập kích bất ngờ mà không bị lộ một tin tức nào ra. Nhóm lão đại chạy đến cạnh một bờ suối tạm nghỉ thở hồng hộc. Hắn ta tức giận, lấy con dao chém phập vào thân cây. "Khốn kiếp, mấy thằng bồ nhìn, sao lần này không đưa tin tức gì vậy?" "Lần trước, họ trốn được truy quét là nhờ nội gián âm thầm báo tin, chỉ để lại vài người chịu tội thay. Còn những nhân vật chủ chốt đã rút hết qua Thái Lan. Còn lần này, bọn chúng chẳng nhận được bất cứ một cảnh báo nào. Nhưng với lực lượng đêm nay tràn vào căn cứ thì rõ ràng bọn chúng đã có kế hoạch từ sớm. Lão đại chỉ biết trách bản thân quá mất cảnh giác." Tiếng chó nghiệp vụ và tiếng chân người vang lại từ xa. Tin báo vội bàn kế hoạch. "Bây giờ muốn thoát được, chỉ có thể chia nhau ra. Bọn nó chắc sẽ nghĩ bên nào đông người hơn thì lão đại ở đó. Thế nên bây giờ chọn ra một đứa ít lộ mặt hộ tống lão đại chạy về phía bên kia. Bọn em sẽ đi bên này dụ dỗ bọn cớm." "Ừ được, nhớ cẩn thận." Tin báo chỉ bừa một người có vẻ khỏe mạnh trong đội ngũ đi theo lão đại, còn mình thì dẫn theo anh em chạy đi đánh lạc hướng. Người thanh niên được chỉ định dìu lão đại chạy đi. Hai người không dám chậm trễ, bước nhanh về hạ nguồn con suối. Đi được một đoạn, lão đại bỗng thấy tay mình đau nhói. Phập một tiếng, còng số 8 đã khóa tay hắn ra phía sau. Toàn bộ dao và súng trong người đều bị lấy đi. Hắn hoảng hồn: "Mày, sao mày dám phản bội tao?" "Câm miệng, ông đã bị bắt."
Lúc này lão đại mới phát hiện một tên vô danh tiểu tốt không có tiếng tăm gì mà tên báo chọn theo bảo vệ hắn lại chính là nội gián. Thảo nào bọn người kia có thể dễ dàng đánh hạ trại mà hắn dày công xây dựng như vậy. Hắn rít lên: "Khốn nạn, đám đàn em tao sẽ không tha cho mày đâu." "Được thôi, chúng mày vào tù mà gặp nhau, xem ai không tha cho ai." Người cảnh sát chìm lấy máy báo tin ra, gửi tín hiệu. Không lâu sau, đồng đội ập tới áp giải lão đại đi. Một người trong đội vỗ vai anh: "Vất vả rồi, đồng chí Trung." Trung lau nước mưa trên mặt, hỏi thăm tình hình anh em các tổ đội khác. Anh bỗng nhớ đến cô phóng viên nhỏ nhắn, từng cả gan ăn trộm điện thoại để hòng liên lạc ra ngoài, thì liền hỏi: "Cái cô An gì đó đã được cứu ra chưa?" "Được cứu rồi, nhưng bị ngất nên là đưa về tuyến dưới rồi." Trung gật đầu không hỏi gì thêm, lòng sinh ra chút xót xa xen lẫn ngưỡng mộ. Một cô gái yếu ớt, làm công việc bình thường, sống sót trong hang ổ tội phạm, còn giữ được mình cũng không dễ dàng gì. Lúc bà Trinh xem được tin tức về việc triệt phá đường dây tội phạm buôn người, môi giới mại dâm và thuốc viện ở biên giới, giải cứu được rất nhiều cô gái trẻ, thì trong lòng không khỏi lo lắng. Bởi địa điểm được nhắc tới ngay gần khu vực mà con gái đi du lịch. Lúc này bà mới lo lắng gọi cho An, thì tá hỏa hay tin cô bị ốm, phải nhập viện ở tỉnh. Bà Trinh vội vàng muốn lên đó thăm thì An cản lại, nói mình sắp khỏi rồi, còn có bạn bè ở đây giúp. Tuy thế nhưng bà Trinh lo lắng vẫn tìm lên đến tận nơi để thăm con. An không nói cho mẹ biết việc mình bị bắt qua biên giới một thời gian. Lúc bà Trinh gặp con gái nằm viện, An lại bị sụt mất 3 cân, trên da vẫn còn mụn nước thì vô cùng đau lòng. Một ngày bà ép con ăn đến 5 bữa để lại sức. Lúc trung tá Lâm và một chàng trai trẻ bước vào phòng bệnh của An thì bà Trinh đang gọt táo cho con gái, miệng còn lải nhải cô phải tự chăm sóc bản thân. Chú Lâm và cậu trai hiền hòa chào hỏi: "Chào chị." "Dạ cháu chào bác." "Vâng, chào anh, chào cháu." An nhanh chóng giải thích: "Mẹ ơi, đây là chú Lâm, hay làm việc với con về mảng bản tin pháp luật." Mẹ An biết cô làm về pháp luật đời sống, có quen biết với bên bộ đội và cảnh sát điều tra nên cũng không nghi ngờ gì, nhiệt tình mời hai người ngồi đó, còn mình ra ngoài mua ít đồ. Chú Lâm nhìn An cười trìu mến: "Sức khỏe của cháu sao rồi?" "Dạ cháu đỡ nhiều rồi ạ." "À đây là Trung, chắc hai người cũng từng gặp nhau ở trong hang ổ của bọn tội phạm rồi nhỉ?" "Trung ẩn nấp trong đó 2 năm rồi. May mà lúc cháu vào cũng sắp thu lưới nên chú có báo cho Trung để ý bảo vệ cho cháu." An và Trung chính thức chào hỏi. Ba người tranh thủ lúc bà Trinh không ở đây nói về vụ án vừa rồi. Chú Lâm và An quen biết nhau từ khi An ra trường, cô vẫn thường đến lấy thông tin về các vụ án. Chú Lâm rất quý An, cô phóng viên trẻ nhiệt tình và cẩn thận trong mỗi bài báo đưa tin. Có lần An còn chủ động ngụy trang len lỏi vào các hoạt động trái phép, lấy bằng chứng để bên cảnh sát truy quét tội phạm. Vì thế hai chú cháu có mối quan hệ đặc biệt tốt. An đã từng chia sẻ với chú về vụ việc người bạn của mình mất tích. Chú Lâm đang phụ trách việc điều tra đường dây buôn người sang biên giới. Vì thế An đã đưa toàn bộ thông tin thu thập được về vụ việc mất tích của My nhờ chú để ý hộ. Lúc An đi du lịch, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp chuyện. Sau khi vô tình bắt gặp My ở khu chợ, An tức tốc chạy theo và chụp được ảnh. Khi về đến phòng, vội gửi cho chú Lâm đầu tiên. Chú Lâm nhận ra có vài người trong bức ảnh lại là đối tượng mà mình theo dõi. Vì thế mới bảo An phải cẩn thận, tìm đến đồn biên phòng trình báo để được bảo vệ. May mà lúc đó An cảm thấy người biên phòng kia có gì đó khả nghi nên nói là mình chưa gửi ảnh cho ai. Không ngờ buổi sáng hôm sau An lại mất tích. Chú Lâm bắt đầu hoài nghi, bởi rõ ràng tối hôm đó An nói đã trình báo với cán bộ địa phương, nhưng cô không được bảo vệ, còn bị lộ thân phận. Mà phía địa phương cũng không trình báo việc này lên trên. Chú Lâm mới liên hệ lại việc mấy lần truy quét đều không bắt được tên đầu sỏ.
Liên hiểu trong nội bộ có nội gián. Vậy là chú Lâm tập hợp những cán bộ thân tín, liên hệ với lực lượng của nước bạn lên kế hoạch cho một đợt truy quét bí mật liên quốc gia. Chú Lâm rất lo lắng cho an nguy của An, nên đã liên hệ với Trung và một số đồng chí nằm vùng lấy tin tức nhờ bảo vệ An, cũng báo trước để chuẩn bị ứng ngoại hợp. Tuy vậy họ không thể lộ sơ hở, nên mấy lần An bị đánh cũng không dám ra mặt. Chỉ duy nhất lúc An sắp bị lộ trộm điện thoại, Trung mới ra tay giúp, tiện thể báo kế hoạch cho An. Có một điều rất may mắn, đó là khi An bị bắt vào, điện thoại, máy tính và laptop đều bị thu giữ. Nhưng cô vẫn còn một vũ khí bí mật là máy định vị giấu trong răng. Đó là thiết bị công nghệ cao đặc biệt mà chú Lâm đưa cho mỗi khi cô đóng giả là người bình thường đi thu thập chứng cứ. Sau khi chụp được ảnh hành vi buôn người của nhóm tội phạm, An đã cẩn thận gắn lên răng đề phòng có chuyện bất chắc. Cũng nhờ định vị đó mà phía bộ đội đặc nhiệm và cảnh sát tìm được căn cứ của chúng một cách chính xác trong đêm truy quét. Việc An mất tích cũng được phía cảnh sát giấu nhẹm đi vì sợ bứt dây động rừng. Vì thế mà cô mất tích hơn 2 tuần, gia đình không hề phát hiện ra. Chú Lâm nhìn An cười. Sao nào, sau vụ này còn dám kết hợp với bọn chú nữa không? An cũng cười. Miễn là còn sức thì còn làm ạ. À, đã bắt được tên lão đại chưa ạ? Chú Lâm vỗ vai Trung. Có đồng chí Trung dũng mãnh một mình hạ gục tên đó áp giải về đồn. Chú Lâm nói vậy, An và Trung vô tình liếc nhìn, chạm vào mắt của nhau. Trung ngại ngùng quay đi, còn An cũng cụp mắt xuống. Chú Lâm nhìn hai đứa cười ha hả. Từ lúc về, thấy Trung hay để ý dò hỏi thông tin của cô phóng viên dũng cảm tên Hoài An là ông đã biết rồi. Người trẻ ấy mà, đôi khi nhân duyên cũng bắt đầu từ sự ngưỡng mộ lẫn nhau thế này. Chú Lâm đặc biệt dặn dò. Vụ án này rất lớn, còn nhiều tình tiết cần sáng tỏ. Sau này việc lấy thông tin hay trao đổi gì về vụ án, chú sẽ nhờ Trung tới tìm cháu nhé. An gật đầu. Dạ vâng ạ. Chú Lâm vỗ vai Trung, còn nháy mắt tỏ ý mình đã tạo điều kiện. Trung cũng không giấu được nụ cười. An còn phải nằm viện truyền nước và điều trị mấy ngày. Kể từ đó, Trung thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện với cái cớ là trao đổi về các tình tiết trong vụ án. Hôm nay Trung ngồi cạnh giường bệnh, cẩn thận gọt hoa quả cho An. Bà Trinh đứng ngoài nhìn thấy thế thì cũng mỉm cười âm thầm ra sân đi dạo, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. An ngập ngừng mãi mới hỏi một chuyện mà cô thắc mắc đã lâu. Trong số những tội phạm bị bắt, có bạn nữ bằng tuổi em. Ý em hỏi là cô Trà My à? Trung cũng biết ít nhiều về mối quan hệ của An và Trà My, vì thế cũng chủ động nói. Theo như quá trình điều tra và khởi tố thì chắc tội nặng nhất là tiếp tay buôn người, tội còn lại là môi giới mại dâm. May mà cô My đó không dính vào thuốc phiện và án mạng. Có thể tổng hai tội sẽ là 10 đến 15 năm tù. Hiện phía điều tra vẫn xem xét các tình tiết liên quan để phân định nặng nhẹ. An thở dài. 10 đến 15 năm thì khi My ra tù cũng đã gần 40 tuổi, hết cái thời thanh xuân. Thế anh có gặp cậu ấy không? Tinh thần của cậu ấy thế nào? Trung lựa lời đáp. Tội phạm bị bắt vào tù thì còn thế nào được nữa? Cả ngày ủ rũ, tinh thần có vẻ không ổn. Mà cô My đó không hợp tác cho lắm, nhất quyết không muốn đưa thông tin liên hệ về gia đình. An phần nào hiểu được, My cảm thấy hổ thẹn với bố mẹ. Sự kiêu ngạo duy nhất còn xuất lại là muốn giữ mặt mũi cho gia đình. Nhưng chuyện này rất khó, bởi kiểu gì thông tin cũng sẽ gửi về địa phương. Hơn nữa bố mẹ My cũng buồn khổ mấy năm rồi, ít nhất họ cũng nên được biết con gái mình vẫn còn sống. Sau một tuần An xuất viện, vì đã hết thời gian nghỉ phép nên An phải trở về Hà Nội làm việc. Cô vẫn chú ý theo dõi đến tình hình điều tra và khởi tố bên này. Vì đây là vụ án lớn nên chắc các bị can sẽ được dẫn về Hà Nội xét xử. Ngày My được áp giải về Hà Nội cũng là ngày bố mẹ My hay tin.
Họ bàng hoàng ngơ ngác, không biết nên vui hay là nên buồn. Đứa con gái họ mong ngóng suốt 5 năm nay vẫn còn sống khỏe mạnh, đó là điều hạnh phúc không gì sánh bằng. Nhưng cô con gái bé bỏng ngoan ngoãn ngày nào lại trở về trong hình hài của một kẻ tội phạm buôn người, khiến họ không tài nào chấp nhận nổi. Bà Trinh cũng vội gọi lên hỏi thăm An, nói rằng họ hàng làng xóm đã bàn tán đồn ầm cả lên rồi. An không nói gì, chỉ bảo mẹ đừng theo người ta mà kỳ thị gia đình My, bởi vì kỳ thật My cũng vô cùng đáng thương. An đến gặp My trong trại giam, chút bỏ quần áo hở hang và lớp trang điểm dày, khuôn mặt My trở nên héo quắt và ảm đạm đi nhiều. Đường nét trên mặt My vẫn đẹp, nhưng làn da sần sùi xám xịt, chẳng có nét gì gọi là thanh xuân của một cô gái 25 tuổi. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những việc làm tội ác tày trời đã bào mòn sinh lực của cô. Mấy hôm nay ở trong tù, My ăn không ngon, ngủ không yên nên lại càng tiều tụy. An thở dài, hai người đối diện nhau một hồi lâu nhưng vẫn không biết nói cái gì. Vật đổi, sao rời, chỉ một quyết định sai lầm do ham mê vật chất mà đẩy bản thân vào con đường tội lỗi. My cười khổ, bây giờ chắc mày đắc ý rồi nhỉ? Sao mày lại nghĩ vậy? Lúc mày bị bắt, tao ra sức hành hạ. Lúc đấy tao cũng chỉ muốn kéo mày khỏi những thành tựu và kiêu ngạo mà mày có, để mày cũng phải lăn lộn dưới sự dơ bẩn và khổ nhục như tao. Nhưng sự thật chứng minh là tao luôn là đứa xui xẻo nhất. An nghiêm túc nói, đừng có đổ cho sự xui xẻo, đó là lựa chọn của mày. Nếu mày không tiếp tay cho bọn chúng thì bây giờ cũng không đến nông nỗi này. Rất nhiều cô gái được giải cứu, thoát khỏi hang ổ của bọn tội phạm cũng đã được trả tự do. My lại cười, nhưng cười đến chảy nước mắt. Mày nghĩ tao có quyền lựa chọn à? 5 năm ở đấy, mày biết tao đã sống thế nào không? Tao không hề muốn làm đồ chơi cho bọn đàn ông ở đấy. Tao chỉ có thể cố gắng nhịn nhục bỏ lên trên. Như thế, tao mới dần ít phải bị bọn nó chà đạp. Tao chỉ muốn sống tốt hơn, tao sai ở đâu chứ? An đau lòng đến rơi nước mắt. Một người con gái như My rơi vào chỗ đó khác gì miếng bánh ngon để bọn chúng xâu xé. Những lời cô muốn nói, muốn khuyên đều nghẹn trong cổ họng. My chán nản lắc đầu. Mày về đi, nhìn thấy mày ta cảm thấy thất bại lắm, xin mày đừng làm tao mệt mỏi hơn. An biết chẳng thể giúp gì, chỉ đành nói, tao sẽ tìm luật sư cho mày. Tuy ở trong tù, nhưng ít ra mày sẽ không bị ai chà đạp, không phải làm tay sai cho ai nữa. Cố gắng hợp tác với cảnh sát điều tra, khai báo đầy đủ để được khoan hồng. Nói xong, An quay đầu đi, che đôi mắt đỏ lựng. Cô cố ngăn tiếng nức nở, bước nhanh về khu vệ sinh, chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng. Không ngờ lại đụng phải Trung ở ngã rẽ. Gặp Trung, An cố lau nước mắt, mím môi không khóc nữa. Nhưng Trung nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô an ủi, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi cho nhẹ nhõm. Sự phòng bị trong lòng An được gạt bỏ, An bất lực bật khóc nức nở. Trung liền ôm cô, tựa vào ngực mình để cho cô khóc, tay vỗ nhẹ sau lưng An ủi. An chợt nhận ra lúc mình mệt mỏi và bất lực, có một người tựa vào để khóc đáng quý biết nhường nào. Trước ngày vụ án được đưa ra xét xử nửa tháng, bố mẹ My cũng đủ dũng khí từ quê lên trại giam gặp con gái. Ngay khi thấy My trong bộ quần áo kẻ sọc, hai ông bà đã khóc nức lên. My nhìn giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt già nua của bố mẹ, không thể nào kìm được sự đau đớn trong lòng. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của My, hai ông bà không trách, không mắng, chỉ liên tục hỏi han cô có khỏe không, lại nhắc nhở cô ở trong giữ gìn sức khỏe. Những việc đã qua thì cho qua đi. Cả hai người không hề nhắc đến chuyện những năm qua một chữ nào hết, như muốn bảo vệ sự tự tôn cuối cùng của con gái. Nhìn bóng lưng gầy gò của bố mẹ rời đi, My mới thấy bố mẹ đã già yếu hơn xưa quá nhiều. Cô bắt đầu nhớ lại ngày cô lên thành phố học, bố mẹ đã kỳ vọng vào cô ra sao. Tuy nhà nghèo, nhưng bố mẹ chưa bao giờ để cô thiếu thốn gì so với các bạn. Cũng luôn dặn cô chăm chỉ học hành,
chứ đừng đi làm thêm, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong nhà có gì cũng gom góp gửi lên cho con. My lại nghĩ những ngày còn là sinh viên, đàn đúm với bạn bè, đi chơi thâu đêm suốt sáng. Lúc đó tại sao cô không nghĩ tới bố mẹ mà dừng lại? Lúc đó tại sao không nhớ đến niềm hy vọng bố mẹ đã gửi gắm vào mình? Nếu cô tỉnh táo hơn, có lẽ mọi chuyện chẳng phải đi xa như thế này. Tại phiên tòa sơ thẩm, My nhìn xuống hàng ghế, chỉ có bố mẹ và An ngồi đó. Nhìn thấy bố mẹ, hai mắt My đỏ lên như muốn khóc. Lúc nhìn lại An thì My xấu hổ quay mặt đi. Trong lúc xét xử, Việt cũng đã bị bắt dẫn tới. Nhìn thấy Việt, khuôn mặt trầm buồn của My đỏ bừng lên. Cô lớn tiếng quát tháo chửi mắng: nếu hỏi đời này cô hận nhất là ai thì đó chính là Việt, kẻ đầu sỏ khiến cô lao vào con đường không thấy ánh sáng. Cô hận Việt, chỉ muốn nguyền rủa hắn. Hai nữ cảnh sát giữ chặt lấy My. Thẩm phán nện chiếc búa yêu cầu My bình tĩnh lại. Bố mẹ My ngồi dưới rơi nước mắt, đến cả An cũng cảm thấy chua xót. Sau mấy phiên tòa xét xử, toàn bộ tội phạm liên quan đến vụ án đều được định tội. Lão đại và mấy tên đàn em thân tín gây ra quá nhiều tội ác bị tuyên án tử hình. Những chân rết trong đường dây thì bị phạt từ 5 đến 30 năm tù. My bị phán 12 năm tù, một con số đủ lâu để cô dành thời gian sám hối lại những điều đã làm. Trước khi lên xe di chuyển về trại giam, My gặp lại bố mẹ. Cô không biết làm gì khác, quỳ sụp xuống lại bố mẹ. Con gái bất hiếu, để bố mẹ sống trong lo lắng mấy năm, giờ lại phải để bố mẹ chờ đợi thêm mười mấy năm nữa, không biết bao giờ mới đến ngày báo hiếu cho bố mẹ. Ông Thẩm phải đỡ lấy vợ, nếu không bà đã sớm ngã xuống. Hai người không ngăn được nước mắt, bà Thẩm khóc đến lả không nói nên lời. Ông Thẩm đành dặn con: cố gắng cải tạo cho tốt, dù có thế nào con vẫn là con của bố mẹ. Đúng là trên đời chỉ có bố mẹ là yêu thương con cái vô điều kiện. My cúi gập người và khóc nức nở. Sau khi ông Thập đỡ vợ quay về, An cũng đi ra nhìn My trước khi cô đi thụ án. Lúc này My đã không còn vẻ cay hận như trước. Cô nhìn An nhẹ giọng nói: thật ra nhìn thấy mày, tao sẽ vừa tự ti vừa mừng. Ít ra trong hai đứa mình còn có một đứa chọn đúng đường. An mỉm cười nhìn bạn: vẫn còn cơ hội, đường đi sai rồi thì quay lại, cuộc đời vẫn còn dài, vẫn còn thời gian để mày làm lại mà. My hướng mắt xa xăm nhìn theo bóng lưng của bố mẹ: nếu có thể, thỉnh thoảng mày hãy chăm sóc hỏi han bố mẹ giúp tao. Yên tâm đi. My được áp tải lên thùng xe. Cánh cửa thùng xe cũng giống như những song sắt nhà tù vậy, một khi đóng sập lại liền khiến cho người ta cảm thấy thê lương. Nhưng My biết đây là cái giá mà cô phải trả. Chỉ một lần lựa chọn sai lối sống mà phải trả giá bằng mười mấy năm cuộc đời. Phóng sự về tệ nạn buôn người và cuộc sống bi đát của các cô gái sau khi bị bán qua biên giới mới lên sóng đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Phóng sự lần này là do An phụ trách. Sự chân thật trong từng câu chữ khiến người xem không khỏi rợn tóc gáy. Ai nấy đều xót xa khi biết đến nơi mà giá trị con người bị chà đạp đến tận cùng, lại càng căm thù những kẻ ác kiếm những đồng tiền phi pháp trên chính xương máu đồng bào mình. Tỷ lệ thảo luận và lượt xem tốt nên lãnh đạo tòa soạn lại khen thưởng An. Cô lấy toàn bộ số tiền đó quyên góp cho các tổ chức giáo dục từ thiện. Chỉ hy vọng rằng khi nhận thức của mọi người được nâng cao, sẽ có ít cô gái vì thiếu hiểu biết mà bị lừa như những cô gái đáng thương mà An gặp khi còn ở Động Tiên. Cũng mong phóng sự đó sẽ là lời cảnh tỉnh cho những cô gái nhẹ dạ cả tin, để không còn ai gặp chuyện đau khổ như Trà My nữa. Đừng vì ham mê vật chất mà tự đưa mình vào miệng bọn lừa đảo. Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi My bị tuyên án tù, ông bà Thập gần như chẳng ló mặt ra ngoài. Làng trên xóm dưới gần như ai cũng biết chuyện. Dù họ không nói trước mặt thì hai ông bà cũng không thích cái cảm giác bị người ta soi mói chỉ trỏ. Nhưng cũng đâu thể ở nhà mãi, bà Thập phải đi chợ mua đồ ăn.
có đau buồn cỡ nào thì hai người cũng cần phải sống. Họ chỉ mong có thể sống khỏe đến lúc chờ con gái mãn hạn tù. Hôm nay bà Thập ra chợ, đang đứng chỗ mua thịt thì nghe thấy mấy bà bán rau đằng sau xì xào. Là bà ấy đúng không? Đúng đấy, có đứa con gái suốt ngày khoe học giỏi ngoan hiền, mất tích mấy năm, hóa ra là đi làm gái, làm tú bà nữa đấy, xấu mặt. Ôi, con tôi mà như thế thì chắc là tôi chẳng dám ra ngoài đường luôn ấy chứ. Bố mẹ nó phải thế nào thì con nó mới thế chứ. Bà Thập nóng mặt nhưng chỉ có thể kìm chế, giục bà bán thịt cắt nhanh để đi về. Bỗng nghe phía sau có tiếng nói: Bác Tuất, cháu nghe nói nội bác hôm qua vừa bị mọc mụn ở ngay khóe miệng. Nghe bảo ông bà mà cứ ai nói xấu người khác thì bao nhiêu nghiệp nó vận vào con cháu đấy. Bà bán rau nghe thấy thế thì chưng hửng, không buồn kể chuyện nữa. Bà Thập quay lại, thấy An xách túi hoa quả, nhìn mình cười cười. Kể từ sau khi My bị mất tích, bà Thập lo quá hóa giận, to tiếng với mẹ con An. Từ đó mà tình làng xóm thân tình trở nên lạnh nhạt. Mấy năm nay bà Thập cũng âm thầm ghen tị với bà Trinh lắm. Hai cô con gái từ bé đến lớn là một cặp ngoan ngoãn, giờ con nhà người ta thành đạt giỏi giang, còn con mình mấy năm trời sống chết không rõ, bà lại càng chạnh lòng. Nhưng sau khi gặp lại My, nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác, bây giờ chỉ cần con gái còn sống là bà thấy biết ơn rồi. Sự thù hằn ghen tị cũng chẳng còn là bao. An chủ động tiến lại xách giỏ cho bà Thập: Cháu đi xe máy ra đây, lát để cháu đưa bác về. Hai người đợi lấy thịt, đi dạo một vòng chợ quê, rồi An đưa bà Thập về. An còn nhất quyết đưa cho bà một túi trái cây: Hai bác cầm lấy quả này ăn đi, nhà cháu có hai mẹ con mang về nhiều không ăn hết, sợ mẹ cháu lại mắng. Bà Thập cầm túi trái cây im lặng, mãi sau bà mới nặn ra một câu: Chuyện trước kia cháu không nghĩ đến lâu rồi. Bây giờ My đi vắng, cháu là bạn của My thì chăm sóc hai bác một chút cũng là nên làm ạ. Bác đừng khách sáo với cháu. Bà Thập mỉm cười, một nụ cười như là nhẹ cả lòng: Bác cảm ơn cháu nhiều lắm An à. An nắm lấy tay bà, xoa xoa hai cái an ủi. 12 năm sau, An đã có sự nghiệp rực rỡ, trở thành một nhà báo nổi tiếng, là nhân sự nòng cốt trong tòa soạn. Cô đã kết duyên với Trung, chàng cảnh sát dũng cảm năm nào. Bây giờ Trung đã chuyển ra công tác tại trụ sở ở Hà Nội, không còn phụ trách công việc nằm vùng nguy hiểm nữa. Hai vợ chồng có một cô con gái nhỏ 9 tuổi, gọi là Bánh Gạo. Cuối tuần, An và chồng đưa Bánh Gạo về chơi với ông bà ngoại. Sau khi ăn cơm tối, Bánh Gạo nằng nặc đòi đi chơi. An liền đưa con gái ra quán cà phê có tên 20. Vừa tới quán, Bánh Gạo đã chạy ngay vào quầy: Dì My ơi! Chả My giang tay đón lấy Bánh Gạo, bế bổng lên. An đi sau cằn nhằn: Con lớn rồi mà còn bắt dì bế. Chả My cười: Không sao không sao, hai mẹ con uống gì để mình lấy. Đây là quán cà phê mà Trà My mở sau khi mãn hạn tù. Vì cải tạo tốt nên cô được ra tù sớm 2 năm. Ông bà Thập lấy tiền dành dụm bao nhiêu năm đưa cho cô, muốn cô sống thật tốt. Trà My lấy tiền đó mở quán cà phê nhỏ, lấy tên 20. Vì ngày 20 là ngày cô ra tù, là cột mốc để cô làm lại cuộc đời, cũng là nơi gửi gắm mong ước có thể sống lại những ngày tháng của tuổi 20, chưa bị sóng gió cuộc đời vùi dập. An mỉm cười, nhìn khách ngồi gần chật hết các bàn trong quán, hỏi han: Dạo này buôn bán tốt chứ? Chả My cười: Ổn đó, đợt này quán bán thêm trà sữa, học sinh tới ủng hộ đông lắm. Nhớ ngày mới mở quán, vì danh tiếng không tốt nên chẳng mấy người muốn đến đây uống cà phê. Vẫn là An nhiệt tình rủ bạn bè, rồi giới thiệu họ hàng đến ủng hộ. Dần dần, mọi người cũng có cái nhìn thoáng hơn. Thấy Trà My tu trí làm ăn thì cũng bỏ qua định kiến cũ. Bây giờ việc buôn bán ổn định, Trà My đã lo được cho bố mẹ. Cô nhìn lại quán cà phê, nở một nụ cười nhẹ nhõm: Cảm ơn mày, thật may mắn vì đến cuối cùng vẫn có mày là bạn. An cũng mỉm cười: Tao đã nói mà, không bao giờ quá muộn để bắt đầu lại cả.
Nhưng mà bao giờ mày tìm được người yêu thương nữa mới là tuyệt vời. Thôi mày ơi, tao đã có bài học đau thương với đàn ông quá rồi. Phải đợi bao giờ trái tim lành hẳn đã. An nắm lên tay My an ủi. Yên tâm, nhất định mày cũng sẽ tìm được một người yêu thương thật lòng. Hai người vui vẻ trò chuyện trong tiếng nhạc du dương. Lời bài hát như nói lên tâm trạng của người ngồi nơi này. Bất kể bao nhiêu gió mưa, bất kể bao nhiêu nước mắt, chỉ cần tiến về phía trước, chỉ cần không bỏ cuộc, mọi khó khăn nhất định sẽ vượt qua. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đã khép lại ở đây rồi. Cảm xúc của quý vị và các bạn về các nhân vật trong câu chuyện này như thế nào? Hãy để lại ở phần bình luận nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.